Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 40. Khách hàng tôn quý. Dương Thanh còn tưởng Mạc Dung Húc vì một vài nguyên nhân bất khả kháng mới bắt buộc phải rời xa Tống Hoa Nhã, thậm chí còn loan tin mình chết ở nước ngoài. Nhưng anh không ngờ anh ta chia tay Tống Hoa Nhã chỉ vì người nhà cô ta không được gia tộc chào đón nên tự cho là mình bị lừa gạt tình cảm, thậm chí còn muốn trả thù. Loại người này đúng là ngàn năm khó gặp. 30 phút sau, xe của Dương Thanh đỗ lại trong bãi đỗ xe của Dạ Thượng Hoàng Triều. Hiện giờ đang là cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất, bãi đỗ xe trước cửa Dạ Thượng Hoàng Triều đã chật kín đủ mọi xe sang. Xem ra cũng là một chỗ ăn chơi cao cấp của Yến Đô. Dương Thanh nhìn lướt qua, đều là xe sang hàng triệu, hàng chục triệu trở lên. Trong đó còn có không ít chiếc giá trị chục triệu bản số lượng có hạn có tốc độ đỉnh cao. Chiếc Phaeton đặt làm riêng của Dương Thanh ở giữa đống xe này rất lạc loài, dù sao không phải ai cũng hiểu xe. Thái thị. Đi tới cửa, Dương Thanh thấy bên cạnh tấm biển Dạ Thượng Hoàng Triều còn có hai chữ Thái thị màu đỏ sáng rực. Thì ra là sản nghiệp của nhà họ Thái lúc trước, Dương Thanh nở nụ cười. Hôm nay Thái Hoàng đã tới tập đoàn Nhạn Thanh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp dưới trướng gia tộc với giá cực thấp. Vậy nên hiện giờ Dạ Thượng Hoàng Triều là của anh. Nhưng Dương Thanh định giao toàn bộ những sản nghiệp ấy cho nhà họ Trần quản lý. Chào anh Thanh. Dương Thanh vừa bước vào, hai cô nàng xinh đẹp đứng đón khách ở cửa lập tức cung kính chào. Các cô biết tôi à? Dương Thanh ngạc nhiên hỏi. Một cô nàng tươi cười nói, sếp Trần đã cho chúng tôi xem ảnh của anh, nói anh là vị khách tôn quý nhất của chúng tôi, phải đón tiếp và phục vụ chu đáo nhất. Phòng đế vương đã được chuẩn bị sẵn, anh có muốn tới luôn không? Nghe vậy Dương Thanh mới hiểu ra, lắc đầu cười đáp, không cần, tôi tới với bạn. Vừa nãy trên đường tới, Tống Hoa Nhã đã nói số phòng cho anh nên có thể dễ dàng tìm thấy. Dương Thanh. Anh vừa bước vào, Tống Hoa Nhã vội vàng gọi một tiếng. Lúc ở ngoài cửa, Dương Thanh còn nghe thấy mấy cô bạn kia đang khuyên Tống Hoa Nhã chia tay mình. Mạc Đông Húc đâu? Thấy Dương Thanh đi vào một mình. Dương Tùng đứng bật dậy cau mày hỏi, anh không làm gì cậu ấy đấy chứ? Mạc Đông Húc là con rể nhà họ Tôn, anh ta chỉ là một thằng nghèo kiết xác thì làm gì được? Thượng Hiểu Hà châm chọc nói. Vương Hoan cũng cười lạnh, phải đó, nghe nói lần này Mạc Đông Húc trở về là để tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Tôn. Vợ của cậu ấy là con gái của ông chủ Tôn, địa vị của cậu ấy trong nhà họ Tôn không hề thấp. Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra. Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên bước vào. Mọi người đang nói gì mà vui vẻ thế, Mạc Đông Húc tươi cười hỏi. Chúng mình đang khen cậu đấy. Lần này cậu về nước là để phụ trách chức vụ quan trọng nào đó phải không? Thượng Hiểu Hà nịnh nọt hỏi. Ha ha, thực sự bị mọi người đoán đúng rồi. Mạc Đông Húc cười nói, lần này trở về, mình sẽ làm tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị, quản lý tập đoàn cho bố vợ. Trời ơi! Tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị Á, Đông Húc đúng là niềm kiêu hãnh của lớp mình. Sau này nhà họ Dương của mình phải nhờ Đông Húc giúp đỡ nhiều rồi. Cả nhà họ Thượng của mình nữa, nếu có dự án nào Đông Húc đừng quên mình nha. Tất cả đều thi nhau nịnh bợ, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc cười nói, mọi người yên tâm, chỉ cần công ty của gia tộc mọi người phù hợp tiêu chuẩn, nhất định mình sẽ ưu tiên hợp tác. Cảm ơn Đông Húc trước nha, đám người rối rít cảm ơn. Chúng ta đừng cảm ơn mỗi Đông Húc, người nên cảm ơn nhất phải là chị dâu Mỹ Quyên, Dương Tùng đột nhiên đứng dậy nói. Bấy giờ bọn họ mới lấy lại tinh thần, trong số những người ở đây, Tôn Mỹ Quyên mới là người có địa vị cao nhất. Cô ta là con gái của chủ gia tộc họ Tôn, chủ của một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Mạc Đông Húc có ngày hôm nay đều nhờ vào cô ta. Tôn Mỹ Quyên được gọi là chị dâu có vẻ rất vui, tươi cười đáp, mọi người đừng khách sáo. Đông Húc đã nói rồi, chỉ cần công ty của gia tộc mọi người phù hợp tiêu chuẩn, tập đoàn Tôn Thị rất hoan nghênh hợp tác. Ha ha, cảm ơn chị dâu, mọi người lại thi nhau cảm ơn. Phải rồi, sao mọi người lại thuê phòng phổ thông vậy? Sao không thuê phòng VIP? Tôn Mỹ Quyên bỗng lên tiếng. Giám đốc ở đây nói là không còn phòng VIP. Dương Tùng đáp. Thế sao được? Tôn Mỹ Quyên lập tức nói, hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Đông Húc về nước,
lần đầu Đông Húc mời bạn bè họp mặt sao có thể nhét chúng ta vào một phòng phổ thông như vậy được. Phải đó, không được đâu, nhất định phải đổi sang phòng tốt hơn. Mạc Đông Húc cũng vội vàng nói, quay sang hỏi Dương Tùng, mình vừa mới về nước, không quen cho lắm. Mình chỉ biết Dạ Thượng Hoàng Triều là chỗ ăn chơi lớn nhất Yến Đô. Phòng tốt nhất ở đây là cái nào? Đương nhiên là phòng đế vương rồi. Dương Tùng đáp, còn bổ sung thêm, chỉ là nghe nói tối qua nhà họ Thái gặp chuyện, Dạ Thương Hoàng Triều đã đổi chủ rồi. Trước đây chỉ cần đưa tiền là có thể được vào phòng đế vương. Nhưng bây giờ ở đây có quy định mới, chỉ mở phòng đế vương cho khách hàng tôn quý nhất. Nghe vậy, Tôn Mỹ Quyên hừ lạnh, ở Yến Đô không thể tồn tại quy định độc đoán như vậy. Chủ mới của Dạ Thượng Hoàng Triều là ai? Mạc Đông Húc hỏi. Có vẻ Dương Tùng biết khá nhiều, vội đáp, nghe nói là một gia tộc họ Trần. Gia tộc họ Trần. Nghe vậy, ai cũng sững sờ, dường như chưa từng nghe tới gia tộc này. Yến Đô có gia tộc hàng đầu nào họ Trần không? Tôn Mỹ Quyên lại hỏi. Dương Tùng lắc đầu, nhà họ Trần chỉ là một gia tộc nhỏ từ nơi khác tới, dạo gần đây hoạt động rất sôi nổi ở đủ mọi ngành nghề, bắt đầu phát triển ở Yến Đô từ mấy tháng trước. Bọn họ vẫn luôn làm việc khiêm tốn, không quá lợi hại, nhưng nghe nói tối qua nhà họ Thái chọc phải một ông lớn. Hôm nay, toàn bộ sản nghiệp dưới trướng nhà họ Thái đều do nhà họ Trần tiếp quản. Đương nhiên là phòng đế vương rồi. Dương Tùng đáp, còn bổ sung thêm, chỉ là nghe nói tối qua nhà họ Thái gặp chuyện, Dạ Thương Hoàng Triều đã đổi chủ rồi. Trước đây chỉ cần đưa tiền là có thể được vào phòng đế vương. Nhưng bây giờ ở đây có quy định mới, chỉ mở phòng đế vương cho khách hàng tôn quý nhất. Nghe vậy, Tôn Mỹ Quyên hừ lạnh, ở Yến Đô không thể tồn tại quy định độc đoán như vậy. Chủ mới của Dạ Thượng Hoàng Triều là ai? Mạc Đông Húc hỏi. Có vẻ Dương Tùng biết khá nhiều, vội đáp, nghe nói là một gia tộc họ Trần. Gia tộc họ Trần. Nghe vậy, ai cũng sững sờ, dường như chưa từng nghe tới gia tộc này. Yến Đô có gia tộc hàng đầu nào họ Trần không? Tôn Mỹ Quyên lại hỏi. Dương Tùng lắc đầu, nhà họ Trần chỉ là một gia tộc nhỏ từ nơi khác tới, dạo gần đây hoạt động rất sôi nổi ở đủ mọi ngành nghề, bắt đầu phát triển ở Yến Đô từ mấy tháng trước. Bọn họ vẫn luôn làm việc khiêm tốn. Không quá lợi hại, nhưng nghe nói tối qua nhà họ Thái chọc phải một ông lớn. Hôm nay, toàn bộ sản nghiệp dưới trướng nhà họ Thái đều do nhà họ Trần tiếp quản. Rất nhiều người đều nói nhà họ Trần chỉ là tay sai, người đứng sau là một ông lớn đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám trêu vào. Nghe Dương Tùng nói thế, tất cả đều rất kinh hãi. Mình cũng biết chút ít về nhà họ Thái, nghe nói ngoại trừ tám gia tộc đứng đầu. Nhà họ Thái có thực lực mạnh nhất ở Yến Đô. Tám gia tộc kia cũng không dám tùy tiện động vào bọn họ. Không ngờ chỉ trong một đêm, sản nghiệp nhà họ Thái đã đổi chủ. Xem ra người đứng sau nhà họ Trần kia rất không đơn giản. Mạc Đông Húc gật đầu nói. Thế nên hôm nay Đông Húc và chị dâu đành phải chịu ấm ức rồi. Chúng ta không nên làm loạn ở đây thì hơn, Dương Tùng nói. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người trung niên mặc vest đi vào. Trước ngực ông ta còn đeo thẻ giám đốc. Cậu Dương, phòng đế vương đã được chuẩn bị xong, mời cậu và các vị khách quý ở đây rời bước qua đó. Tôi không biết cậu Dương dẫn bạn tới, vô cùng xin lỗi. Giám đốc khúm núm nói với Dương Thanh. Trai tài gái sắc, trông thấy giám đốc của Dạ Thượng Hoàng Triều nhìn Dương Thanh, mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Dương Tùng vừa mới nói phòng đế vương chỉ dành cho vị khách tôn quý nhất của Dạ Thượng Hoàng Triều. Vậy mà giờ đây, giám đốc lại mời bọn họ tới đó. Dương Thanh không phải là một thằng nghèo kiết xác à? Sao tự nhiên lại trở thành vị khách tôn quý nhất của Dạ Thượng Hoàng Triều? Dương Thanh cũng bất giác cau mày. Vừa rồi cô gái tiếp khách ngoài cửa mời anh tới phòng đế vương, anh đã nói mình đi cùng với bạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Dương Tùng đột nhiên bước tới, tươi cười nói, giám đốc Vương, sao ông phải khách sáo như vậy? Giám đốc Vương ngơ ngác nhìn Dương Tùng, nhưng vì anh ta là bạn của Dương Thanh nên chỉ có thể mỉm cười đáp lời, mời mọi người đi cùng tôi tới phòng đế vương ạ. Được thôi, dẫn đường đi. Dương Tùng cười lớn nói. Tất cả mọi người đều ngây ngốc đi theo giám đốc Vương tới phòng đế vương, vừa mới bước vào đã bị sự xa hoa bên trong dọa sợ.
Căn phòng vô cùng rộng rãi, bốn phía đều treo tranh chữ nổi tiếng, trang hoàng vô cùng xa hoa, toàn bộ đồ dùng trong phòng đều làm từ nam mộc tơ vàng cao cấp nhất. Đây là rượu Lafite năm 1982, xin được tặng cậu Dương làm quà ra mắt. Giám đốc gọi người mang hai chai Lafite tới rồi cẩn thận rời đi. Này Dương Tùng, cậu trở thành vị khách tôn quý nhất của Dạ Thượng Hoàng triều từ bao giờ thế? Thượng Hiểu Hà đột nhiên kinh ngạc hỏi. Phải đấy, không ngờ Dương Tùng mới là người giấu kỹ nhất, Vương Hoan cũng cười nói. Thực ra Dương Tùng cũng rất hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ ông lớn chống lưng cho nhà họ Trần có quan hệ rất tốt với nhà họ Dương của anh ta? Nhưng trong phòng chỉ có mình anh ta họ Dương, vừa rồi giám đốc Vương của Dạ Thượng Hoàng triều gọi cậu Dương thì chắc chắn phải liên quan tới nhà họ Dương. Còn về Dương Thanh đã bị bọn họ lãng quên từ lâu. Không ai nghĩ cậu Dương mà giám đốc Vương gọi là Dương Thanh. Đến cả Mạc Đông Húc cũng tưởng nhà họ Dương quen biết ông lớn nào đó, cười nói, ê Dương Tùng, thằng nhóc cậu đúng là giấu kỹ thật đấy. Mình vốn còn định mời các cậu một chầu, giờ xem ra không có cơ hội tiêu tiền nữa rồi. Ha ha ha! Dương Tùng lập tức cười phá lên, hôm qua bố mình còn nói một người bạn rất thân của ông ấy muốn tới Yến Đô phát triển, là một người có lai lịch rất lớn. Mình cứ tưởng bố mình nói khoác, nào ngờ lại là thật. Mình không ngờ bản thân của ông ấy lại là người nắm giữ toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thái. Nếu biết trước mình đã nói cho họ biết mình là người nhà họ Dương từ lúc mới đến rồi. Dương Tùng đắc ý cười to, tưởng bố mình thực sự quen biết với ông lớn đứng sau Dạ Thượng Hoàng triều. Nếu không sao bọn họ lại được mời tới phòng đế vương. Cả hai đều mang họ Dương, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Thượng Hiểu Hà bỗng châm chọc nói. Vương Hoan cũng cười lạnh một tiếng, hết cách rồi. Chỉ e một số người còn chưa từng được bước chân vào phòng đế vương cao cấp như này đâu. Căn phòng xa hoa này đâu phải loại người gì cũng có tư cách tới. Nếu không vì nể mặt Hoa Nhã, chắc là có người còn chẳng thể đi vào Dạ Thượng Hoàng triều. Dương Tùng cũng cười lạnh nói, sau đó còn nhìn Dương Thanh đầy ẩn ý, anh thấy tôi nói đúng không? Dương Thanh cũng không thèm để bụng. Nếu cứ tính toán với loại tép siêu này, anh đã mệt chết rồi. Hôm nay anh chỉ đi theo Tống Hoa Nhã, những người còn lại đều là không khí. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Trần Hân như đứng ra khuyên nhủ. Quan hệ của cô ta với Tống Hoa Nhã không tệ, trông thấy vẻ tức giận trên mặt Tống Hoa Nhã bèn vội vàng ra mặt. Những người khác cũng thấy sắc mặt Tống Hoa Nhã rất khó coi mới chịu dừng khiêu khích Dương Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Tùng đắc ý cười to, tưởng bố mình thực sự quen biết với ông lớn đứng sau Dạ Thượng Hoàng triều. Nếu không sao bọn họ lại được mời tới phòng đế vương. Cả hai đều mang họ Dương, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Thượng Hiểu Hà bỗng châm chọc nói. Vương Hoan cũng cười lạnh một tiếng, hết cách rồi. Chỉ e một số người còn chưa từng được bước chân vào phòng đế vương cao cấp như này đâu. Căn phòng xa hoa này đâu phải loại người gì cũng có tư cách tới. Nếu không vì nể mặt Hoa Nhã, chắc là có người còn chẳng thể đi vào Dạ Thượng Hoàng triều. Dương Tùng cũng cười lạnh nói, sau đó còn nhìn Dương Thanh đầy ẩn ý, anh thấy tôi nói đúng không? Dương Thanh cũng không thèm để bụng, nếu cứ tính toán với loại tép siêu này, anh đã mệt chết rồi. Hôm nay anh chỉ đi theo Tống Hoa Nhã, những người còn lại đều là không khí. Được rồi. Mọi người đừng nói nữa. Trần Hân như đứng ra khuyên nhủ. Quan hệ của cô ta với Tống Hoa Nhã không tệ, trông thấy vẻ tức giận trên mặt Tống Hoa Nhã bèn vội vàng ra mặt. Những người khác cũng thấy sắc mặt Tống Hoa Nhã rất khó coi mới chịu dừng khiêu khích Dương Thanh. Được rồi, chúng ta đừng nói người khác nữa, nói về Đông Húc đi. Trần Hân như cười nói. Lúc còn đi học mình đã biết trong hơn 30 người của lớp mình chỉ có Đông Húc mới có tiền đồ nhất. Nhiều năm trôi qua đúng thật là như vậy. Thượng Hiểu Hà lên tiếng đầu tiên. Vương Hoan lập tức tiếp lời, đúng vậy đấy. Nếu biết Đông Húc ưu tú như vậy, năm đó mình đã ra tay rồi. Dù cậu có ra tay Đông Húc cũng không thèm đâu, ha ha, Dương Tùng bật cười trêu chọc. Vương Hoan trợn trừng mắt, lại nhìn sang Tôn Mỹ Quyên vừa cười vừa nói, đương nhiên là mình biết bản thân không xứng với Đông Húc. Chỉ có chị dâu Mỹ Quyên mới xứng đôi với cậu ấy. Phải đó, chị dâu Mỹ Quyên với Đông Húc đúng là trai tài gái sắc,
Cặp vợ chồng hoàn hảo nhất, Thượng Hiểu Hà vội nịnh nọt. Được rồi, mọi người đừng khen bọn tôi nữa. Tôi sắp phồng mũi rồi. Tôn Mỹ Quyên cười nói, chủ động nâng ly, nào, tôi với Đông Húc xin mời mọi người một ly. Anh muốn chết gà. Ha ha. Cả căn phòng ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ. Còn Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đều bị ngó lơ. Tống Hoa Nhã rất khó chịu, nhất là khi thấy Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên ân ái hạnh phúc. Dương Thanh thầm thở dài. Xem ra muốn cô ta nhìn thấy bộ mặt thật sự của kẻ mặt người dạ sói như Mạc Đông Húc cần phải dùng cách đặc biệt. Thực ra người tôi nên cảm ơn nhất phải là Tống Hoa Nhã. Tôn Mỹ Quyên đột nhiên nói. Mọi người đều ngây người không hiểu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tống Hoa Nhã và Tôn Mỹ Quyên gặp nhau. Đến cả Tống Hoa Nhã cũng nghi hoặc nhìn Tôn Mỹ Quyên. Hoa Nhã, tôi mời cô một ly nhé. Tôn Mỹ Quyên chủ động rót đầy một ly cho Tống Hoa Nhã rồi lại rót đầy ly của mình, tươi cười nâng ly. Tống Hoa Nhã chỉ căm hận Mạc Đông Húc, không hề ghét bỏ Tôn Mỹ Quyên. Huống chi đối phương chủ động mời rượu, cô ta đâu thể từ chối, bèn cầm ly đứng lên. Tôi và cô Tôn mới gặp nhau lần đầu, đâu đến mức phải cảm ơn, Tống Hoa Nhã hỏi. Tôn Mỹ Quyên cười đáp, đương nhiên tôi phải cảm ơn cô rồi. Nếu lúc trước cô và Đông Húc không chia tay, sao tôi có thể tìm được một người chồng xuất sắc như vậy? Bấy giờ mọi người mới hiểu ra, Tôn Mỹ Quyên không có ý cảm ơn gì cả, chỉ muốn mỉa mai Tống Hoa Nhã. Quả nhiên, vẻ mặt Tống Hoa Nhã lập tức cứng đờ, tay cầm ly rượu run rẩy, rượu sóng sánh suýt đổ ra. Cô phải cầm chắc vào. Mỗi một giọt rượu Lafite 1982 này đều có giá trị không nhỏ. Nếu không nhờ buổi họp lớp hôm nay, chắc là đời này cô và chồng cô không còn cơ hội uống nữa đâu. Tôn Mỹ Quyên bật cười châm chọc. Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tống Hoa Nhã rất tức giận. Khi còn ở nhà họ Tống tuy cô ta không được chào đón nhưng dù sao cũng là dòng chính của nhà họ Tống, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Không ai rót rượu cho anh tự rót đầy một ly cho mình. Ê thằng kia, đây là Lafite 1982 dạ thượng hoàng triều tặng tôi, anh có tư cách uống à? Dương Tùng lập tức quát lên. Dương Thanh nhìn sang anh ta khiến anh ta lạnh cả người, cảm giác rùng rợn như bị dã thú để mắt tới. Anh ta muốn uống thì cứ để anh ta uống, Mạc Đông Húc cười lạnh nói. Anh ta cũng rất muốn xem thử Dương Thanh định làm gì. Tống Hoa Nhã thấy Dương Thanh đứng dậy, chợt thấy căng thẳng. Cô ta biết Dương Thanh là ai. Nếu anh nổi giận, chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu cô thấy biết ơn vợ tôi như vậy, tôi cũng phải cảm ơn chồng cô chứ nhỉ. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Mỹ Quyên. Tôn Mỹ Quyên cau mày, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, chồng tôi là ai cơ chứ? Anh không có tư cách cảm ơn anh ấy. Dương Thanh không thèm để ý tới cô ta, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Đông Húc, rất cảm ơn cậu năm đó bỏ rơi Hoa Nhã. Nếu không tôi sẽ không thể tìm được người con gái ưu tú như vậy. Chết tiệt, anh muốn chết hả? Tôn Mỹ Quyên lập tức phát hỏa. Mạc Đông Húc ngăn cô ta lại, nheo mắt đáp, không cần cảm ơn. Tôi mời cậu một ly. Dương Thanh mỉm cười, chậm rãi nghiêng ly rượu giữa không trung trước mặt mọi người. Tống Hoa Nhã rất tức giận. Khi còn ở nhà họ Tống tuy cô ta không được chào đón nhưng dù sao cũng là dòng chính của nhà họ Tống, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Không ai rót rượu cho anh tự rót đầy một ly cho mình. Ê thằng kia, đây là Lafite 1982 dạ thượng hoàng triều tặng tôi, anh có tư cách uống à? Dương Tùng lập tức quát lên. Dương Thanh nhìn sang anh ta khiến anh ta lạnh cả người. Cảm giác rùng rợn như bị dã thú để mắt tới. Anh ta muốn uống thì cứ để anh ta uống, Mạc Đông Húc cười lạnh nói. Anh ta cũng rất muốn xem thử Dương Thanh định làm gì. Tống Hoa Nhã thấy Dương Thanh đứng dậy, chợt thấy căng thẳng. Cô ta biết Dương Thanh là ai. Nếu anh nổi giận, chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu cô thấy biết ơn vợ tôi như vậy, tôi cũng phải cảm ơn chồng cô chứ nhỉ. Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Mỹ Quyên. Tôn Mỹ Quyên cau mày, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, chồng tôi là ai cơ chứ? Anh không có tư cách cảm ơn anh ấy. Dương Thanh không thèm để ý tới cô ta, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Đông Húc, rất cảm ơn cậu năm đó bỏ rơi Hoa Nhã.
nếu không tôi sẽ không thể tìm được người con gái ưu tú như vậy. Chết tiệt, anh muốn chết hả? Tôn Mỹ Quyên lập tức phát hỏa. Mạc Đông Húc ngăn cô ta lại, nheo mắt đáp, không cần cảm ơn. Tôi mời cậu một ly. Dương Thanh mỉm cười, chậm rãi nghiêng ly rượu giữa không trung trước mặt mọi người. Tí tách. Bọn họ kinh hãi chứng kiến Dương Thanh đổ sạch rượu Lafite 1982 đắt đỏ trong ly xuống đất. Mặt của Mạc Đông Húc lập tức méo sạch, chỉ khi kính rượu người chết mới đổ rượu xuống đất. Dương Thanh nói muốn mời rượu anh ta nhưng lại đổ ra đất, rõ ràng là đang cố tình khiêu khích. Mọi người giật nảy mình. Dương Thanh, con mẹ nó anh muốn chết hả? Sao anh dám sỉ nhục Đông Húc? Đồ mặt dẹp như anh có biết Đông Húc là ai không? Muốn chết thì nói sớm đi. Một thằng nghèo kiết xác cũng nghĩ bản thân cao thượng lắm. Anh xứng mời rượu Đông Húc sao? Tất cả đều nhao nhao chỉ trích Dương Thanh, muốn xông lên đánh anh no đòn. Đồ khốn kiếp, anh lập tức xin lỗi chồng tôi ngay. Nếu không hôm nay anh đừng hòng bước ra khỏi Dạ Thượng Hoàng Triều nửa bước. Tôn Mỹ Quyên nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc Mạc Đông Húc cũng lên tiếng, Dương Thanh, nếu anh đã muốn chết, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Kích động điên cuồng. Trừ Tống Hoa Nhã và Trần Hân Như, những người khác trong phòng đều chỉ trích Dương Thanh. Trần Hân Như vốn có quan hệ khá tốt với Tống Hoa Nhã, thấy Dương Thanh bị mọi người nhầm vào cũng hốt hoảng, vội vàng khuyên nhủ, Dương Thanh, anh mau xin lỗi đi. Chỉ cần anh xin lỗi, Đông Húc sẽ nể mặt Hoa Nhã mà không làm khó anh. Dương Thanh không thèm quan tâm, những người này chẳng thể gây nguy hiểm gì cho anh. Huống chi, với thân phận hiện giờ của anh, đừng nói là người nhà họ Tôn và con rể, kể cả ông chủ nhà họ Tôn cũng chỉ có nước quỳ xuống xin anh tha thứ mà thôi. Tống Hoa Nhã cũng tức giận không kém. Rõ ràng Tôn Mỹ Quyên sỉ nhục cô ta trước, Dương Thanh mới ăn miếng trả miếng, kết quả lại là anh không đúng. Hoa Nhã, cậu mau khuyên chồng cậu đi. Đắc tội Đông Húc không tốt đâu. Trần Hân Như thấy Dương Thanh không phản ứng lại càng nóng ruột, quay sang khuyên Tống Hoa Nhã. Tống Hoa Nhã biết năng lực của Dương Thanh. Cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô Anh cũng chẳng coi ra gì nữa là những người này. Cô ta tức giận vì Dương Thanh bị mình liên lụy, bị bọn họ sỉ nhục. Hân Như, mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng cậu đừng xen vào chuyện này. Bọn họ muốn đối phó chồng mình đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tống Hoa Nhã đáp. Hoa Nhã, anh ta ngớ ngẩn, cậu cũng không thể học theo anh ta được đâu. Trần Hân Như vô cùng lo lắng. Nhưng Tống Hoa Nhã không hề có ý định thuyết phục, chỉ lạnh lùng nhìn những người còn lại, tôi khuyên các người tốt nhất hãy xin lỗi chồng tôi đi. Nếu không các người có muốn hối hận cũng đã muộn. Giọng điệu của Tống Hoa Nhã tràn đầy lạnh lẽo. Ha 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 ha. Mọi người lập tức cười lớn. Các cậu nghe thấy chưa? Tống Hoa Nhã bảo chúng mình xin lỗi chồng cậu ta đấy. Người ta bảo con gái khi yêu IQ bằng không, hôm nay mình được mở rộng tầm mắt rồi. Một thằng nghèo kiết xác cũng dám bắt chúng ta xin lỗi. Anh ta là cái thá gì? Có biết gia tộc của chúng ta ở cấp bậc nào không? Đám bạn của Tống Hoa Nhã đều cười to như nghe thấy một câu chuyện cười. Chỉ mình Mạc Đông Húc không dám thả lỏng, vẻ mặt dần nghiêm túc. Anh ta biết rất rõ Tống Hoa Nhã là người phụ nữ như thế nào. Nếu cô ta đã nói thân phận của Dương Thanh không tầm thường, rất có khả năng chính là sự thật. Người khác không biết nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy Dương Thanh đi chiếc Phaeton đặt làm riêng, giá trị hàng chục triệu. Người như vậy sao có thể nghèo túng được? Lúc trông thấy bộ quần áo mộc mạc Dương Thanh đang mặc anh ta cứ tưởng là hàng vỉa hè, nhưng bây giờ quan sát kỹ mới phát hiện hình như nó là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Nếu đây là thật, bộ quần áo trông tầm thường trên người Dương Thanh phải từ hàng triệu trở lên. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh ta. Muốn biết thật hay giả phải xem biểu hiện của Dương Thanh. Đủ rồi. Tống Hoa Nhã bỗng nổi giận quát lên, toàn thân run rẩy. Nghe mọi người châm chọc khiến cô ta chỉ muốn xông lên tát cho bọn họ mấy cái. Tống Hoa Nhã, cậu nghĩ cậu quý hóa lắm chắc. Thượng Hiểu Hà cười lạnh nói, nếu cậu còn ở nhà họ Tống, có lẽ tôi còn phải e ngại. Nhưng bây giờ cả nhà cậu đã bị trục xuất khỏi gia tộc, cậu còn không bằng người trong gia tộc bình thường. Cậu ra vẻ trước mặt bọn tôi làm cái gì? Nếu thằng chồng nghèo rách của cậu không chịu xin lỗi Đông Húc thì cứ đợi đấy,
nhà họ Thượng của tôi sẽ khiến các cậu không sống được ở Yến Đô đâu. Thượng Hiểu Hà hung dữ uy hiếp. Vương Hoan cũng lên tiếng, còn cả nhà họ Vương của tôi nữa. Nếu chồng cậu không xin lỗi Đông Húc, nhà họ Vương sẽ đuổi cổ cả nhà cậu cút khỏi Yến Đô. Không sai, nhà họ Tôn chúng tôi muốn bóp chết các người dễ như trở bàn tay, Tôn Mỹ Quyên cười híp mắt nói. Dương Tùng cũng cười lạnh, tính cả nhà họ Dương tôi nữa. Tống Hoa Nhã không lên tiếng, thất vọng nhìn Mạc Đông Húc, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Mạc Đông Húc nheo mắt, vẻ mặt vặn vẹo nổi giận gầm lên, con ả đên tiện này, cô câm miệng cho tôi. Dương Thanh nhẫn nhịn nãy giờ là để đợi Mạc Đông Húc lòi đuôi. Vì chỉ khi Tống Hoa Nhã tận mắt nhìn thấy Mạc Đông Húc hận mình thế nào mới có thể hoàn toàn quên anh ta. Con đàn bà khốn kiếp, cô lừa tình tôi suốt 4 năm còn dám nói yêu tôi. Mạc Đông Húc tức giận nói, nếu tôi không có chuẩn bị trước, chắc là đã bị cô lừa cưới rồi. Mạc Đông Húc, anh nói gì vậy? Tống Hoa Nhã khó tin chất vấn, cả người run rẩy. Tuy anh ta khiến cô ta rất thất vọng nhưng dù sao cũng là người cô ta yêu tha thiết, vậy mà giờ đây như biến thành người khác. Mắng cô ta đê tiện, còn nói cô ta lừa cưới. Có phải năm xưa chính cô nói anh cô rất được nhà họ Tống coi trọng, có thể sẽ trở thành chủ nhà họ Tống tương lai không, Mạc Đông Húc ỏi. Tống Hoa Nhã đỏ bừng mắt, đây vốn là sự thật. Đời chúng tôi chỉ có 3 con trai dòng chính, anh tôi chính là người xuất chúng nhất, cống hiến rất nhiều cho gia tộc. Thế cô nói đi, sao bây giờ cả nhà cô lại bị đuổi khỏi nhà họ Tống, Mạc Đông Húc châm chọc hỏi. Sắc mặt Tống Hoa Nhã trở nên cứng đờ, bỗng không biết phải nói gì. Bởi vì sự thật chính là như vậy, dù anh cô ta cống hiến bao nhiêu cho gia tộc thì vẫn bị đuổi đi. Mạc Đông Húc nheo mắt, vẻ mặt vặn vẹo nổi giận gầm lên, con ả đên tiện này, cô câm miệng cho tôi. Dương Thanh nhẫn nhịn nãy giờ là để đợi Mạc Đông Húc lòi đuôi. Vì chỉ khi Tống Hoa Nhã tận mắt nhìn thấy Mạc Đông Húc hận mình thế nào mới có thể hoàn toàn quên anh ta. Con đàn bà khốn kiếp, cô lừa tình tôi suốt 4 năm còn dám nói yêu tôi. Mạc Đông Húc tức giận nói, nếu tôi không có chuẩn bị trước, chắc là đã bị cô lừa cưới rồi. Mạc Đông Húc, anh nói gì vậy? Tống Hoa Nhã khó tin chất vấn, cả người run rẩy. Tuy anh ta khiến cô ta rất thất vọng nhưng dù sao cũng là người cô ta yêu tha thiết, vậy mà giờ đây như biến thành người khác. Mắng cô ta đê tiện, còn nói cô ta lừa cưới. Có phải năm xưa chính cô nói anh cô rất được nhà họ Tống coi trọng? Có thể sẽ trở thành chủ nhà họ Tống tương lai không, Mạc Đông Húc ỏi. Tống Hoa Nhã đỏ bừng mắt, đây vốn là sự thật. Đời chúng tôi chỉ có 3 con trai dòng chính, anh tôi chính là người xuất chúng nhất, cống hiến rất nhiều cho gia tộc. Thế cô nói đi, sao bây giờ cả nhà cô lại bị đuổi khỏi nhà họ Tống, Mạc Đông Húc châm chọc hỏi. Sắc mặt Tống Hoa Nhã trở nên cứng đờ, bỗng không biết phải nói gì. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Dù anh cô ta cống hiến bao nhiêu cho gia tộc thì vẫn bị đuổi đi. Cô lãng phí mất 4 năm thanh xuân của tôi, còn suýt nữa lừa tôi kết hôn. Tôi nói cô lừa gạt tình cảm của tôi, lừa cưới tôi là sai sao? Mạc Đông Húc tiếp tục chất vấn. Tống Hoa Nhã không kìm được nước mắt, bỗng cười nói, thì ra đây mới là nguyên nhân anh bỏ đi trước ngày làm đám cưới. Nếu tôi đoán không sai, tin anh chết ở nước ngoài. Thậm chí còn gửi tín vật và báo cáo kiểm tra thi thể cho tôi đều là trò của anh phải không? Anh làm vậy vì biết tôi yêu anh, biết sau khi mất anh tôi sẽ sống không bằng chết nên mới cố tình làm vậy để trả thù tôi, đúng không? Tống Hoa Nhã cười hỏi, nước mắt lã chã. Mạc Đông Húc cũng kích động, nghiến răng nghiến lợi nói, cô nói không sai, tất cả đều do tôi bày ra để khiến cô đau khổ, để cô phải trả giá vì lừa gạt 4 năm thanh xuân của tôi. Nhưng thật đáng thất vọng, cô luôn miệng nói sẽ yêu tôi cả đời, nếu tôi chết cô sẽ chôn cùng. Kết quả thì sao? Cô không chỉ không chết theo, còn gả cho người khác. Đúng là ả đàn bà đê tiện lẳng lơ. Bây giờ tôi kết hôn với con gái của chủ nhà họ Tôn, sống rất hạnh phúc. Sau này, bố vợ tôi sẽ cho vợ tôi làm chủ nhà họ Tôn đời sau. Nhà họ Tôn sẽ thuộc về hai vợ chồng tôi. Cô nói đi. Loại đàn bà như cô có tư cách gì ở bên tôi? Có tư cách gì để tôi yêu suốt đời? Mạc Đông Húc gào ầm lên. Khách quý thật sự. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người.
Bọn họ chỉ biết Mạc Đông Húc và Tống Hoa Nhã từng yêu nhau chứ không biết rõ ràng mọi chuyện. Tống Hoa Nhã cũng ngây ngẩn. Khác với mọi người, cô ta bị sự vô liêm sỉ của Mạc Đông Húc làm kinh ngạc, vì mắt mình mù. Nếu cô ta không mù, tại sao lại yêu một kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như anh ta? Mạc Đông Húc hận cô ta, trả thù cô ta chỉ vì gia đình cô ta không được nhà họ Tống chào đón. Anh ta nghĩ cô ta lừa tình. Tại sao trên thế giới này lại có một thằng đàn ông không biết xấu hổ như vậy? Lại còn bị cô ta gặp phải. Nhưng nực cười nhất là, rõ ràng Mạc Đông Húc hận cô ta như vậy, làm nhiều chuyện vô sỉ như vậy mà giờ đây lại chỉ trích Tống Hoa Nhã không chết, còn kết hôn với người khác. Dương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Đông Húc, loại như cậu không xứng làm đàn ông. Anh câm mồm đi, chuyện của tôi và cô ta liên quan quái gì tới anh, Mạc Đông Húc giận dữ hét. Lúc này anh ta không giả vờ nổi nữa, hoàn toàn mất kiểm soát. Bộ dạng tức giận khiến người ta vô cùng lạ lẫm. Cô ấy là em gái của Dương Thanh tôi, chuyện của cô ấy đều liên quan đến tôi, Dương Thanh nổi giận. Nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Dương Thanh không phải chồng của Tống Hoa Nhã sao? Sao lại biến thành anh trai? Anh có ý gì? Mạc Đông Húc cũng bàng hoàng hỏi. Dương Thanh lạnh giọng nói, không phải cậu trách cô ấy nói cả đời chỉ yêu mình cậu nhưng lại gả cho người khác sao? Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật. Tôi và cô ấy không phải vợ chồng. Hôm nay mới là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau. Tuy chúng tôi quen biết chưa lâu nhưng tôi đã coi cô ấy như em gái. Dương Thanh đột nhiên thấy đau lòng cho Tống Hoa Nhã. Cô gái ngốc này yêu tha thiết Mạc Đông Húc lâu như vậy, hôm nay mới biết anh ta là loại người gì. Cậu nói Hoa Nhã nói nếu cậu chết cô ấy sẽ chết theo. Cậu lừa Hoa Nhã là mình đã chết, cậu không ở bên cạnh cô ấy, sao biết cô ấy không chết theo. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy từng chết vì cậu rất nhiều lần. Nếu không được cứu chữa kịp thời, cô ấy đã mất mạng từ lâu rồi. Thậm chí sau khi nghe tin cậu chết, cô ấy còn bị trầm cảm, chữa trị suốt 2 năm mới ổn định dần. Dương Thanh nói toàn bộ những gì mình biết. Không thể nào. Không thể như vậy được. Cô ta lừa gạt tình cảm của tôi chết hay không cô ta cũng không quan tâm đâu. Mạc Đông Húc kích động hét lên. Với địa vị hiện giờ của cậu, muốn tra chắc là dễ lắm. Cậu không tin thì có thể tự điều tra, cả quan hệ của tôi và Hoa Nhã, Dương Thanh nói. Kể cả lời anh nói là thật nhưng không phải bây giờ cô ta vẫn còn sống nhăn răng sao. Cả nhà cô ta bị gia tộc đuổi đi cũng là sự thật. Mạc Đông Húc cắn răng nói, bọn họ đã không được nhà họ Tống coi trọng, sao cô ta dám lừa tôi, nói anh mình có khả năng trở thành chủ nhà họ Tống tương lai. Cậu luôn miệng nói Hoa Nhã lừa gạt tình cảm của cậu, nhưng kẻ lừa tình thực sự chính là đồ khốn kiếp nhà cậu. Dương Thanh giận dữ nói, Hoa Nhã yêu cậu như vậy. Cậu lại chỉ vì thân phận dòng chính nhà họ Tống của cô ấy. Chẳng lẽ trong mắt cậu, chỉ khi giúp cậu có được quyền thế mới là tình yêu sao? Người lừa gạt tình cảm thực sự chính là cậu. Cậu hủy hoại 4 năm thanh xuân của Hoa Nhã, còn khiến cô ấy chịu nỗi đau mất đi tình yêu, mắc bệnh trầm cảm suốt 2 năm ròng rã. Tống Hoa Nhã đã nước mặt giàn giụa. Đây đều là những lời cô ta muốn nói cho Mạc Đông Húc nghe, nhưng cô ta không thể nói. Dù có đau khổ đến đâu cũng muốn tự mình chịu đựng, thà tìm một chỗ không người khóc lớn một trận còn hơn để người khác thấy mình khổ sở. Dương Thanh, anh câm miệng cho tôi. Tôn Mỹ Quyên cả giận nói, đây chỉ là lời từ một phía của anh, ai biết có phải thật không? Cho dù có đi điều tra thật thì có thể tra ra được chân tướng không? Ai biết Tống Hoa Nhã có chuẩn bị từ trước rồi không? Không sai, chị dâu Mỹ Quyên nói rất đúng. Tôi cũng nghi ngờ Dương Thanh và Tống Hoa Nhã cố ý lừa gạt Đông Húc và chị dâu. Thượng Hiểu Hà vội vàng lên tiếng. Vương Hoan cũng nói, Tống Hoa Nhã, cậu đừng vờ vịt làm kẻ đáng thương nữa. Dù cậu và Dương Thanh không phải vợ chồng nhưng mới gặp nhau 3 lần đã giả làm vợ chồng, cậu không thấy buồn nôn lắm à? Dương Tùng cười lạnh nhìn Dương Thanh, anh đừng tưởng lén lút đổi chủ đề là xong chuyện. Chúng tôi đang bảo anh xin lỗi Đông Húc cơ mà. Đúng. Xin lỗi đi. Mau xin lỗi Đông Húc đi. Một thằng nghèo rách mùng tới cũng dám lên mặt với Đông Húc. Anh là cái thá gì? Những người còn lại nhao nhao lên tiếng. Trần Hân Như vẫn luôn muốn giúp Tống Hoa Nhã, thấy vậy hốt hoảng nói, Hoa Nhã đã buồn lắm rồi.
Các cậu đừng ép người quá đáng vậy. Hoa Nhã, chuyện qua rồi thì thôi. Sau này cậu cứ sống thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Tống Hoa Nhã nhìn Trần Hân Như rồi nói, chỉ cần bọn họ chịu cúi đầu, mình có thể xem như không có gì xảy ra. Dương Thanh, anh câm miệng cho tôi. Tôn Mỹ Quyên cả giận nói, đây chỉ là lời từ một phía của anh, ai biết có phải thật không? Cho dù có đi điều tra thật thì có thể tra ra được chân tướng không? Ai biết Tống Hoa Nhã có chuẩn bị từ trước rồi không? Không sai, chị dâu Mỹ Quyên nói rất đúng. Tôi cũng nghi ngờ Dương Thanh và Tống Hoa Nhã cố ý lừa gạt Đông Húc và chị dâu. Thượng Hiểu Hà vội vàng lên tiếng. Vương Hoan cũng nói, Tống Hoa Nhã, cậu đừng vờ vịt làm kẻ đáng thương nữa. Dù cậu và Dương Thanh không phải vợ chồng nhưng mới gặp nhau 3 lần đã giả làm vợ chồng, cậu không thấy buồn nôn lắm à? Dương Tùng cười lạnh nhìn Dương Thanh, anh đừng tưởng lén lút đổi chủ đề là xong chuyện. Chúng tôi đang bảo anh xin lỗi Đông Húc cơ mà. Đúng, xin lỗi đi. Mau xin lỗi Đông Húc đi. Một thằng nghèo rách mùng tới cũng dám lên mặt với Đông Húc. Anh là cái thá gì? Những người còn lại nhao nhao lên tiếng. Trần Hân Như vẫn luôn muốn giúp Tống Hoa Nhã, thấy vậy hốt hoảng nói, Hoa Nhã đã buồn lắm rồi. Các cậu đừng ép người quá đáng vậy. Hoa Nhã, chuyện qua rồi thì thôi. Sau này cậu cứ sống thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Tống Hoa Nhã nhìn Trần Hân Như rồi nói, chỉ cần bọn họ chịu cúi đầu, mình có thể xem như không có gì xảy ra. Mọi người đều là bạn bè, so đo làm gì chứ? Các cậu thấy mình nói đúng không? Để Hoa Nhã với Dương Thanh đi trước đi, chúng ta đừng ép họ nữa được không? Trần Hân Như vội vàng nói. Cô câm miệng lại đi. Tôn Mỹ Quyên cả giận nói, cô là cái thá gì mà đòi xen vào chuyện của chồng tôi? Nếu không phải nể mặt cô là bạn cùng lớp của Đông Húc, cô nghĩ mình có tư cách tới đây sao? Thượng Hiểu Hà chế giễu, Trần Hân Như, cậu coi trọng bản thân quá rồi đấy. Trong mắt bọn tôi, cậu chẳng khác gì con ả đê tiện Tống Hoa Nhã kia. Không sai, hai ả ở cùng nhau lại càng thêm đê tiện. Ha ha, Vương Hoan cũng cười phá lên. Dương Tùng nhìn Dương Thanh chào phúng, anh đừng quên đây là đâu. Ông lớn đứng sau giả thượng Hoàng Triều là bạn thân của bố tôi. Nếu hôm nay anh không chịu xin lỗi, không cần chúng tôi ra tay, giả thượng Hoàng Triều cũng sẽ không để yên. Dương Thanh không nhịn nổi nữa, cười lạnh nói, cậu có chắc chủ của giả thượng Hoàng Triều là bạn bố cậu không? Bị Dương Thanh chất vấn, không hiểu sao Dương Tùng lại thấy hốt hoảng. Nhưng anh ta đã làm bộ làm tịch nãy giờ, đương nhiên phải giả vờ tiếp, tức giận đáp. Vừa nãy người của giả thượng Hoàng Triều đã tự mang 2 chai Lafite 1982 đắt đỏ tới đây, giám đốc Phương còn nói tôi là khách hàng tôn quý nhất của họ. Như vậy chưa đủ rõ ràng sao? Sao cậu dám chắc cậu Dương mà giám đốc Phương nói là cậu chứ không phải tôi? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Ai phải xin lỗi? Nghe Dương Thanh nói vậy, đám người sửng sốt một lúc mới hiểu ra. Ha 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 ha! Dương Tùng bật cười khanh khách, buồn cười chết mất. Ý anh là giám đốc Phương mời chúng tôi đến phòng đế vương, còn tặng 2 chai Lafite 1982 đều vì nể mặt anh sao? Cậu Dương ông ấy gọi, cả vị khách tôn quý nhất ở đây đều là đồ nghèo mạt dẹp nhà anh sao? Dương Tùng cười lớn hỏi. Dương Thanh lạnh lùng đáp, đương nhiên là tôi. Vãi trưởng, anh còn dám nhận vợ à? Dương Tùng không ngờ Dương Thanh thực sự thừa nhận. Bật cười hỏi, đừng nói với tôi người ép nhà họ Thái rời khỏi Yến Đô, dùng giá thấp mua lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thái là anh đấy nhé. Chẳng lẽ anh là người chống lưng cho nhà họ Trần kia sao? Coi như cậu thông minh. Dương Thanh cười lạnh nói. Con mẹ nó, anh dám thừa nhận à, cười chết tôi rồi. Dương Tùng cười ngặt nghẽo, Đông Húc, cậu nghe thấy chưa? Anh ta nghiện khoác lác quá rồi. Còn dám tự nhận là ông chủ đứng sau giả thượng Hoàng Triều. Mọi người mau tới quỳ lại đi. Anh ta chính là ông lớn đấy. Đám bạn của Mạc Đông Húc đều khinh thường nói, Dương Thanh, anh không cần mặt mũi nữa rồi à, dám giả mạo người đứng sau giả thượng Hoàng Triều, không sợ người ta nghe thấy sẽ tính sổ với anh sao? Rõ ràng, không một ai tin lời Dương Thanh. Tống Hoa Nhã lại vô cùng kinh hãi. Người khác không tin, nhưng cô ta tin. Dương Thanh chiếm được nhà họ Thái rồi. Đây là gia tộc chỉ thua kém 8 nhà đứng đầu Yến Đô. Đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám tùy tiện động vào nhà họ Thái.
Bây giờ nhà họ Thái bị đuổi đi chỉ trong một đêm, sản nghiệp đều rơi vào tay Dương Thanh. Hoa Nhã, cậu mau khuyên Dương Thanh đi, đừng nói nhảm nữa, nếu truyền đến tai ông lớn kia, cả cậu cũng bị liên lụy đấy, Trần Hân Như hoảng sợ vội khuyên. Thấy Trần Hân Như vì nói giúp mình nên cũng bị đám người kia mắng chửi, Tống Hoa Nhã vô cùng cảm động. Cô ta nắm chặt tay Trần Hân Như, cười nói, cậu yên tâm, anh Thanh đã nói vậy thì anh ấy chính là ông lớn đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều. Hôm nay có người gặp đen đủi rồi, nhưng không phải chúng ta đâu. Nếu bọn họ còn không chịu hối cải, kẻ xui xẻo sẽ là bọn họ. Tống Hoa Nhã mỉm cười nói. Trong lòng Tống Hoa Nhã vốn có khúc mắc, nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của Mạc Đông Húc, cô ta đột nhiên phát hiện khúc mắc ấy đã không còn. Hiện giờ cô ta không hề cảm thấy buồn bã, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Sau này cô ta không cần thấy áy náy gì vì Mạc Đông Húc nữa. Điên rồi, cậu điên thật rồi. Trần Hân Như không tin, hơi giận nói, cậu còn không mau khuyên anh ấy, không cứu vãn nổi nữa đâu. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đi vào, sau lưng còn có một người trẻ tuổi cũng mặc vest. Sau lưng bọn họ chính là giám đốc Phương vừa đến tặng rượu. Thế nhưng hiện giờ, vẻ mặt giám đốc Phương tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, giám đốc Phương tới rồi. Kịch hay bắt đầu rồi, Dương Tùng cười nói. Ông mau nói cho thằng nhà nghèo ngu ngốc này biết cậu Dương mà ông nói là ai đi. Dương Tùng chủ động đi tới trước mặt giám đốc Phương. Bốp! Giám đốc Phương tát mạnh vào mặt anh ta, giận dữ quát, con mẹ nó cậu là ai mà dám mắng cậu Dương nhà nghèo ngu ngốc. Giám đốc Phương, ông đánh sai người rồi. Tôi là người nhà họ Dương, con trai Dương Vĩ, Dương Tùng đây. Trong mấy người chúng tôi chỉ có tôi họ Dương thôi mà. Dương Tùng bị đánh ngơ ngác ôm mặt, chỉ vào Dương Thanh nói, thằng nghèo kiết xác này vừa nói mình là cậu Dương, còn nói mình là ông lớn sau lưng Dạ Thượng Hoàng Triều. Cút ra! Giám đốc Phương đạp Dương Tùng, vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh quỳ rạp xuống, sợ hãi nói, xin lỗi cậu Dương, tôi không nên làm lộ thân phận của cậu. Tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi biết lỗi rồi. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Dương Thanh. Giám đốc của Dạ Thượng Hoàng Triều quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ sao? Còn nói là làm lộ thân phận của Dương Thanh. Chẳng lẽ lúc trước giám đốc Phương mời bọn họ tới phòng đế vương, còn tặng hai chai rượu vang cao cấp đều là vì Dương Thanh? Nếu đây là sự thật, vậy thì Dương Thanh chính là chủ nhân thật sự của Dạ Thượng Hoàng Triều sao? Bịch! Ngay sau đó, Trần Hạo và Trần Anh Hào cũng cuống cuồng quỳ xuống, bất an nói, xin lỗi cậu Thanh, tại chúng tôi quản lý không nghiêm nên mới để lộ thân phận của cậu. Xin cậu trách phạt. Cậu muốn giết tôi cũng được, chỉ cần tha cho nhà họ Trần một đường sống, Trần Hạo nói. Trần Anh Hào cũng vội vàng cầu xin, cậu Thanh, muốn giết thì giết tôi đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Bấy giờ đám người trong phòng mới chú ý tới hai người này. Nhớ lại lúc nãy giám đốc Phương đi theo sau hai người họ, Trần Hạo còn nhắc tới nhà họ Trần, mà gia tộc tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thái cũng họ Trần. Lúc này, đám bạn học của Tống Hoa Nhã đều hóa đá. Nhất là nhớ lại vừa rồi bọn họ thi nhau mắng chửi Dương Thanh và Tống Hoa Nhã, không khỏi thấy sống lưng lạnh toát, hai chân run rẩy. Dương Thanh thản nhiên nói, các người không làm sai gì cả, mau đứng dậy đi. Nghe thấy thế, mấy người Trần Hạo đều cảm thấy như đang nằm mơ. Cứ tưởng Dương Thanh sẽ nổi giận vì chuyện này, thậm chí còn không cho nhà họ Trần thế chỗ nhà họ Thái, nào ngờ anh không hề trách phạt họ. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Nếu đây là sự thật, vậy thì Dương Thanh chính là chủ nhân thật sự của Dạ Thượng Hoàng Triều sao? Bịch! Ngay sau đó, Trần Hạo và Trần Anh Hào cũng cuống cuồng quỳ xuống, bất an nói, xin lỗi cậu Thanh. Tại chúng tôi quản lý không nghiêm nên mới để lộ thân phận của cậu. Xin cậu trách phạt. Cậu muốn giết tôi cũng được, chỉ cần tha cho nhà họ Trần một đường sống, Trần Hạo nói. Trần Anh Hào cũng vội vàng cầu xin, cậu Thanh, muốn giết thì giết tôi đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Bấy giờ đám người trong phòng mới chú ý tới hai người này. Nhớ lại lúc nãy giám đốc Phương đi theo sau hai người họ, Trần Hạo còn nhắc tới nhà họ Trần. Mà gia tộc tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thái cũng họ Trần. Lúc này, đám bạn học của Tống Hoa Nhã đều hóa đá.
nhất là nhớ lại vừa rồi bọn họ thi nhau mắng chửi Dương Thanh và Tống Hoa Nhã, không khỏi thấy sống lưng lạnh toát, hai chân run rẩy. Dương Thanh thản nhiên nói, các người không làm sai gì cả, mau đứng dậy đi. Nghe thấy thế, mấy người Trần Hạo đều cảm thấy như đang nằm mơ. Cứ tưởng Dương Thanh sẽ nổi giận vì chuyện này, thậm chí còn không cho nhà họ Trần thế chỗ nhà họ Thái, nào ngờ anh không hề trách phạt họ. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Trần Hạo vội vàng cảm ơn, đứng lên đầu tiên, Trần Anh Hào cũng đứng lên theo. Giám đốc Phương đứng lên cuối cùng, ông ta trốn sau lưng Trần Hạo và Trần Anh Hào, không dám thở mạnh. Này Hoa Nhã, Dương Thanh thực sự là ông lớn của Dạ Thượng Hoàng triều sao? Trần Hân như kinh ngạc hỏi. Tuy Tống Hoa Nhã tin lời Dương Thanh nhưng lúc này mới dám chắc chắn tất cả đều là thật. Cô ta khẽ gật đầu đáp, vừa nãy mình đã nói với cậu rồi. Anh Thanh đã nói mình là chủ nhân của Dạ Thượng Hoàng triều thì chắc chắn là thật. Nghe Tống Hoa Nhã xác nhận, Trần Hân như vẫn không dám tin tưởng, lúc nhìn Dương Thanh lại thấy trái tim rung động. Vừa rồi thấy bình thường bây giờ lại lấy Dương Thanh đẹp trai chết đi được. Những người còn lại đều chết sững, ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ dám hy vọng vào Mạc Đông Húc. Thân phận của Dương Thanh đã được xác nhận, bây giờ người có thể đối phó với anh chỉ còn Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên. Không ngờ tôi lại nhìn nhầm anh. Rốt cuộc Mạc Đông Húc cũng chịu lên tiếng, nhưng khi nhìn Dương Thanh, ánh mắt anh ta vẫn tràn ngạo nghễ xen lẫn sát khí. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, bây giờ còn muốn tôi xin lỗi cậu nữa không? Thì ra là cậu. Lúc này, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc cười nhạo một tiếng, anh nghĩ chỉ với Dạ Thượng Hoàng triều là có thể ép tôi xin lỗi anh sao? Tôn Mỹ Quyên cũng đứng dậy, lạnh mặt nói, Dương Thanh, tôi thừa nhận chúng tôi đã coi thường anh. Nhưng vậy thì đã sao? Tôi là con gái của ông chủ nhà họ Tôn, anh có tư cách bắt chồng tôi xin lỗi anh sao? Hai bố con nhà họ Trần nhìn Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên như nhìn hai đứa ngu. Tiếp xúc với Dương Thanh càng lâu, bọn họ càng thấy thực lực của anh sâu không lường được. Tuy nhà họ Thái không bằng tám gia tộc đứng đầu Yến Đô nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vậy mà gia tộc ấy đã biến mất khỏi Yến Đô chỉ trong một đêm, tài sản trị giá hàng trăm tỷ được bán lại cho Dương Thanh chỉ với 10 tỷ. Quan trọng là người của Hiệp hội Võ Thuật đứng sau nhà họ Thái cũng không làm gì được anh. Các người là cái thá gì mà dám đối nghịch cậu Thanh? Trần Hạo không chút do dự đứng phát dậy quát Tôn Mỹ Quyên. Còn ông là cái thá gì? Tôn Mỹ Quyên cả giận nói. Tôi chính là chủ nhà họ Trần, gia tộc thay thế nhà họ Thái, Trần Hạo đáp. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Mỹ Quyên trở nên khó coi. Cô ta là con gái ông chủ nhà họ Tôn, đương nhiên biết địa vị của nhà họ Thái. Bố cô ta là Tôn Húc cũng không dám tùy tiện đắc tội Thái Hoàng, chủ nhà họ Thái. Bây giờ nhà họ Trần thế chỗ nhà họ Thái, chứng tỏ bọn họ còn mạnh hơn. Nếu Trần Hạo là chủ nhà họ Trần, chắc chắn địa vị sẽ cao hơn Thái Hoàng lúc trước. Người như vậy lại hèn mọn quỳ xuống xin tha trước mặt Dương Thanh. Không chỉ Tôn Mỹ Quyên, Mạc Đông Húc cũng lo lắng. Anh ta đã tin Dương Thanh chính là người đứng sau nhà họ Trần. Những người còn lại im phăng phắc, không dám thở mạnh. Hiện giờ là thần tiên đánh nhau, bọn họ nên tránh càng xa càng tốt. Dù nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái thì đã sao? Có lẽ các người không biết nhà họ Thái được Hiệp hội Võ Thuật nâng đỡ nhỉ? Tôn Mỹ Quyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, các người dám động vào gia tộc được Hiệp hội Võ Thuật bồi dưỡng, bọn họ sẽ để yên cho các người chắc. Nếu tôi nói tối qua Hiệp hội Võ Thuật đã tìm đến tôi rồi thì sao? Dương Thanh híp mắt cười nói. Tôn Mỹ Quyên không tin, cười nhạo anh, được rồi, đừng vờ vịt nữa. Tôi thừa nhận đã xem thường anh, nhưng anh cũng chưa đủ tư cách đối đầu với nhà họ Tôn của tôi đâu. Chuyện của chồng tôi và Tống Hoa Nhã đã kết thúc, thù oán của bọn họ đến đây là hết. Dứt lời, cô ta lại quay sang nói với những người khác, được rồi, chúng ta đi thôi. Hết sao? Dương Thanh cười hỏi, cô nói hết là hết sao? Vừa rồi các người còn phách lối bắt tôi xin lỗi cơ mà. Sao bây giờ lại muốn đi? Có đi cũng phải xin lỗi em gái tôi đã chứ. Nếu cô ấy không tha thứ, tôi xem ai rời khỏi đây được. Dương Thanh cười lạnh hỏi. Nghe vậy, đám người Tôn Mỹ Quyên đều hốt hoảng.
Dương Thanh, anh đừng có được voi đòi tiên. Chọc giận nhà họ Tôn sẽ không có kết cục tốt đâu, Tôn Mỹ Quyên giận dữ uy hiếp. Cô tự tin về gia tộc như vậy, tôi sẽ gọi Tôn Húc đến đón cô, Dương Thanh nói. Ngay sau đó, một nhóm người cao to lực lưỡng xông vào phòng chặn cửa lại, không ai ra được. Dương Thanh ung dung ngồi trên sofa, ngó lơ Tôn Mỹ Quyên. Mạc Đông Húc vẫn luôn im lặng không nói, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. Anh ta cứ tưởng lần này trở về có thể trả thù Tống Hoa Nhã, nào ngờ vừa mới bắt đầu đã sắp thất bại. Sắc mặt Tôn Mỹ Quyên rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, anh đã muốn gọi bố tôi đến đón, tốt nhất đừng hối hận. Dương Thanh cười khinh bỉ, cô yên tâm, kẻ hối hận chỉ có thể là các người. Dứt lời, anh lại nhìn sang Thượng Hiểu Hà, Vương Hoan và Dương Tùng, ba người cũng mau gọi người lớn trong gia tộc tới xin lỗi tôi đi. Nửa tiếng sau chủ gia tộc nào không tới thì gia tộc đó sẽ bị xóa sổ ngay trong đêm nay. Các người đừng tưởng tôi nói đùa, hãy lấy nhà họ Thái làm gương. Nghe thấy anh nhắc tới nhà họ Thái, đám người Dương Tùng sợ phát khiếp. Đến cả nhà họ Thái cũng bị người khác thay thế chỉ sau một đêm, huống chi là mấy gia tộc còn con của bọn họ. Dương Thanh muốn tiêu diệt quả thực dễ như trở bàn tay. Mấy người cuống quýt gọi về gia tộc. Tôn Mỹ Quyên cũng gọi điện thoại, bố ơi, con bị người ta nhốt ở Dạ Thượng Hoàng Triều. Anh ta nói muốn bố tự tới đón, nếu không sẽ giết con. Cái gì, dám động vào con gái của Tôn Húc này, chán sống rồi sao? Tôn Húc nghe xong lập tức nổi giận, con gái đừng sợ. Bây giờ bố lập tức gọi cao thủ hàng đầu tới đó. Bố muốn xem thử là kẻ nào dám động vào con gái bố. Vâng. Con chờ bố, Tôn Mỹ Quyên nhanh chóng cúp máy. Dương Thanh, bố tôi sắp dẫn cao thủ trong gia tộc tới. Anh cứ chờ chết đi, cô ta hống hách nói. Cô ta thừa nhận mình coi thường Dương Thanh nhưng không tin anh có thể làm gì nhà họ Tôn. Đối với cô ta, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô là thế lực mạnh nhất, lai lịch của Dương Thanh lớn đến đâu cũng không phải đối thủ. Dương Thanh thờ ơ nói với Tống Hoa Nhã, bây giờ em đã buông bỏ được chưa? Tống Hoa Nhã biết anh đang muốn nói gì, gật đầu thân mật ôm cánh tay Dương Thanh, cười đáp cảm ơn anh. Có thể thấy cô ta thực sự quên được Mạc Đông Húc, nụ cười rất chân thành. Dương Thanh hiểu ý cười một tiếng, hôm nay anh theo cô ta tới đây rất có ý nghĩa. Thấy hai người họ thân mật, Mạc Đông Húc lại càng tức giận. Trong lòng anh ta, dù Tống Hoa Nhã không phải người phụ nữ của mình thì cũng không thể thuộc về người khác. Anh ta thà để Tống Hoa Nhã chết đi. Khách sáo với anh làm gì? Anh không thể làm người anh trai vô dụng được, Dương Thanh cương chiều nói. Vẻ mặt Trần Hân như tràn đầy hâm mộ nhưng không dám lên tiếng, đứng im chờ đợi chuyện sắp xảy ra. 20 phút sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tôn Mỹ Quyên cười lạnh nói, Dương Thanh, nếu bây giờ anh và con ả đê tiện kia quỳ xuống xin tha, có lẽ tôi sẽ tha cho hai người một con đường sống. Nếu không sẽ hết cơ hội. Đối với cô ta, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô là thế lực mạnh nhất, lai lịch của Dương Thanh lớn đến đâu cũng không phải đối thủ. Dương Thanh thờ ơ nói với Tống Hoa Nhã, bây giờ em đã buông bỏ được chưa? Tống Hoa Nhã biết anh đang muốn nói gì, gật đầu thân mật ôm cánh tay Dương Thanh, cười đáp cảm ơn anh. Có thể thấy cô ta thực sự quên được Mạc Đông Húc, nụ cười rất chân thành. Dương Thanh hiểu ý cười một tiếng. Hôm nay anh theo cô ta tới đây rất có ý nghĩa. Thấy hai người họ thân mật, Mạc Đông Húc lại càng tức giận. Trong lòng anh ta, dù Tống Hoa Nhã không phải người phụ nữ của mình thì cũng không thể thuộc về người khác. Anh ta thà để Tống Hoa Nhã chết đi. Khách sáo với anh làm gì? Anh không thể làm người anh trai vô dụng được, Dương Thanh cương chiều nói. Vẻ mặt Trần Hân như tràn đầy hâm mộ nhưng không dám lên tiếng, đứng im chờ đợi chuyện sắp xảy ra. 20 phút sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tôn Mỹ Quyên cười lạnh nói, Dương Thanh, nếu bây giờ anh và con ả đê tiện kia quỳ xuống xin tha, có lẽ tôi sẽ tha cho hai người một con đường sống. Nếu không sẽ hết cơ hội. Dương Thanh cười nhạo một tiếng, ăn miếng trả miếng, vậy thì tôi cũng khuyên cô một câu. Nếu cô và thằng chồng khốn nạn kia quỳ xuống nhận lỗi với Hoa Nhã, xin cô ấy tha thứ, lát nữa tôi sẽ tha cho hai người một mạng. Dương Thanh, anh chán sống rồi. Tôn Mỹ Quyên nghiến răng nghiến lợi,
Ác độc nói, anh đã không trân trọng cơ hội này thì cứ chờ hứng chịu lửa giận của bố tôi đi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp ra, tiếng giống giận vang lên, đồ chết tiệt, sao mày dám bắt con gái của tao? Bố ơi, chính là tên khốn đáng chết này. Anh ta còn uy hiếp con, bắt con và Đông Húc quỳ xuống xin tha, nếu không sẽ giết chúng con. Thấy Tôn Húc tới, Tôn Mỹ Quyên lập tức ấm ức chỉ vào Dương Thanh mách tội. Cô ta híp mắt chế giễu, Dương Thanh, không phải vừa nãy anh phách lối lắm sao? Tiếp tục đi. Dương Thanh. Nghe thấy cái tên con mình vừa nhắc tới, Tôn Húc chỉ thấy vô cùng quen thuộc. Đến khi nhìn theo hướng con gái chỉ, ông ta suýt bị dọa hết hồn. Cậu Thanh. Tôn Húc hoảng sợ, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống, sao cậu lại ở đây? Tai họa ngập đầu. Thấy Tôn Húc quỳ xuống đất, cả căn phòng rộng lớn đều lặng ngắt như tờ. Tôn Mỹ Quyên càng ngây ngẩn, không ngờ bố mình, chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại phải quỳ dưới chân một người trẻ tuổi. Kỳ thực không phải Tôn Húc muốn quỳ mà là khi biết người Tôn Mỹ Quyên muốn mình giải quyết là Dương Thanh đã bị dọa chân mềm nhũn. Chuyện ở nhà họ Diệp lúc trước đã để lại trong lòng ông ta bóng ta tâm lý quá lớn. Con gái ông bảo tôi đợi ông tới giải quyết, ông nghĩ sao tôi lại ở đây, Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Húc. Tuy vừa rồi Tôn Húc đã biết Tôn Mỹ Quyên đắc tội Dương Thanh nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật, bây giờ Dương Thanh lại tự nói ra. Bốp! Tôn Húc xông tới tát vào mặt Tôn Mỹ Quyên quát tháo, mày đúng là đồ mất nết, dám đắc tội cậu Thanh. Mau quỳ xuống xin tha ngay cho tao. Tôn Húc ra tay rất mạnh, trên mặt Tôn Mỹ Quyên lập tức in hẳn một dấu tay. Còn Mạc Đông Húc đã sợ choáng váng từ lúc thấy Tôn Húc quỳ dưới chân Dương Thanh, vẻ mặt thẫn thờ khó tin. Bố đánh con sao? Tôn Mỹ Quyên đỏ bừng mắt, không ngờ người bố cưng chiều mình hơn 20 năm, chưa từng động vào một sợi tóc của mình lại tát mình trước mặt mọi người, còn bắt mình quỳ xuống xin Dương Thanh tha thứ. Bốp! Tôn Húc lại tát tiếp, lần này còn mạnh hơn lần trước khiến khóe môi Tôn Mỹ Quyên rỉ máu. Cả thằng vô dụng mày nữa! Để mày ở rể nhà họ Tôn đúng là sự sỉ nhục. Tôn Húc lại đá vào người Mạc Đông Húc, cả giận nói, mày cũng quỳ xuống cho tao. Mạc Đông Húc chỉ cảm thấy nhục nhã khi bị bố vợ sỉ nhục ngay trước mặt Tống Hoa Nhã. Nhưng toàn bộ những gì anh ta có đều nhờ Tôn Húc cho, anh ta không thể không nhẫn nhịn quỳ xuống. Bấy giờ, Tôn Mỹ Quyên mới bàng hoàng nhận ra bố mình rất sợ Dương Thanh, nếu không sao lại đánh mình. Cô ta cũng vội vàng quỳ xuống, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Trong mắt cô ta, Dương Thanh chỉ là một thằng nghèo hèn. Vậy mà giờ đây đến cả bố cô ta cũng phải quỳ gối trước mặt anh, cô ta chẳng là cái thá gì. Anh Thanh, tôi sai rồi. Tôn Mỹ Quyên cắn răng nói. Cô ta biết nếu mình không xin lỗi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mạc Đông Húc cũng không cam tâm nói, xin lỗi, tôi không nên trêu chọc anh. Anh Thanh, chúng tôi đều biết sai rồi. Xin anh rộng lượng tha cho chúng tôi. Anh Thanh, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè 4 năm đại học với Hoa Nhã. Mong anh có thể nể mặt cậu ấy đừng để bụng chúng tôi. Hoa Nhã, chúng mình biết sai rồi. Sau này sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa. Cậu mau cầu xin anh cậu giúp bọn mình đi, xin cậu đấy. Lúc trước mắng chửi Dương Thanh và Tống Hoa Nhã độc địa bao nhiêu. Bây giờ lại càng hèn mọn bấy nhiêu. Dương Tùng, Thượng Hiểu Hà và Vương Hoan vô cùng sợ hãi, chỉ muốn lập tức dập đầu nhận lỗi. Dương Thanh không thèm nhìn bọn họ, chỉ cười híp mắt nói với Tôn Húc, chắc ông biết cách làm người của tôi rồi, trước giờ nếu không động vào tôi sẽ không làm gì. Vừa nãy con gái và con rể của ông sỉ nhục tôi và em gái hết lời, thậm chí còn tuyên bố muốn giết bọn tôi. Nếu tôi đòi mạng của con gái và con rể ông để bảo vệ nhà họ Tôn cũng không quá đáng đâu nhỉ. Dù sao bọn họ cũng đắc tội tôi trước, còn đòi lấy mạng tôi và em gái. Vẻ mặt tươi cười của Dương Thanh khiến Tôn Húc thấy rợn tóc gáy. Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc nghe xong cũng sợ suýt tè ra quần. Đúng là họ muốn giết Dương Thanh, nhưng là vì tưởng anh không có thế lực gì. Bây giờ đến cả Tôn Húc cũng phải quỳ xuống xin tha. Chứng tỏ thân phận của Dương Thanh rất khủng. Nếu anh muốn lấy mạng bọn họ, dù là Tôn Húc cũng không cứu được. Tôn Húc cũng sợ run người. Ông ta từng được chứng kiến thực lực của Dương Thanh,
dù là cao thủ đứng đầu nhà họ Tôn cũng không phải đối thủ. Cậu Thanh, tôi chỉ có một đứa con gái. Xin cậu nể mặt tôi tha cho nó. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ không từ chối. Tôn Húc vội vàng cầu khẩn. Dương Thanh híp mắt hỏi, nể mặt ông, mặt mũi của ông đáng tiền lắm sao? Mọi người trong phòng chỉ thấy hoảng sợ, Tôn Húc đã quỳ xuống xin tha mà Dương Thanh vẫn không chịu nể mặt. Bấy giờ, Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc mới biết lần này chọc vào phiền phức lớn rồi. Chỉ e dù không chết cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôn Húc quệt mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói, trước mặt cậu Thanh mặt mũi của tôi là cái rắm. Sao tôi dám bảo cậu nể mặt tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn xin cậu tha cho con gái tôi một đường sống. Đương nhiên tôi biết con nhóc này dám đắc tội cậu chính là chết chưa hết tội. Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc nghe xong cũng sợ suýt tè ra quần. Đúng là họ muốn giết Dương Thanh, nhưng là vì tưởng anh không có thế lực gì. Bây giờ đến cả Tôn Húc cũng phải quỳ xuống xin tha, chứng tỏ thân phận của Dương Thanh rất khủng. Nếu anh muốn lấy mạng bọn họ, dù là Tôn Húc cũng không cứu được. Tôn Húc cũng sợ run người. Ông ta từng được chứng kiến thực lực của Dương Thanh, dù là cao thủ đứng đầu nhà họ Tôn cũng không phải đối thủ. Cậu Thanh, tôi chỉ có một đứa con gái. Xin cậu nể mặt tôi tha cho nó. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ không từ chối. Tôn Húc vội vàng cầu khẩn. Dương Thanh híp mắt hỏi, nể mặt ông, mặt mũi của ông đáng tiền lắm sao? Mọi người trong phòng chỉ thấy hoảng sợ. Tôn Húc đã quỳ xuống xin tha mà Dương Thanh vẫn không chịu nể mặt. Bấy giờ, Tôn Mỹ Quyên và Mạc Đông Húc mới biết lần này chọc vào phiền phức lớn rồi. Chỉ e dù không chết cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôn Húc quệt mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói, trước mặt cậu Thanh mặt mũi của tôi là cái rắm. Sao tôi dám bảo cậu nể mặt tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn xin cậu tha cho con gái tôi một đường sống. Đương nhiên tôi biết con nhóc này dám đắc tội cậu chính là chết chưa hết tội. Nhưng dù sao nó cũng là con gái tôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi nhất định phải nắm lấy. Trong mắt cậu Thanh, nó chỉ là sâu kiến, sống hay chết đều không ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng nếu cậu đồng ý tha cho nó, nói không chừng còn có thể đạt được một chút lợi ích. Ý của Tôn Húc rất rõ ràng, muốn dùng lợi ích thật lớn để đổi lấy mạng của Tôn Mỹ Quyên. Trong lòng ông, con gái ông có giá trị như thế nào, Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tôn Húc sửng sốt một lúc mới cuống quýt đáp, với cậu Thanh nó không bằng cái rắm. Nhưng với tôi, nó là vô giá. Ông nói con gái ông là vô giá. Vậy ông định lấy bảo vật vô giá nào để trao đổi với tôi, Dương Thanh chất vấn. Tôn Húc sắp khóc tới nơi. Nói Tôn Mỹ Quyên vô giá không đúng, nói cô ta không đáng một đồng cũng không đúng. Thế cậu Thanh nói xem, rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới chịu tha cho con gái tôi, Tôn Húc hỏi. Tôi muốn cả nhà họ Tôn, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Tôn Húc sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy. Tôi cũng không làm khó ông, cho ông hai lựa chọn, con gái ông chết hoặc nhà họ Tôn hủy diệt. Nụ cười trên mặt Dương Thanh tan biến, anh thản nhiên nói. Tôn Mỹ Quyên ngơ ngác nghĩ, chỉ vì mình mắt chó coi thường người khác mà khiến nhà họ Tôn gặp tai họa ngập đầu sao? Không còn mù nữa. Tôn Húc rất đắn đo. Bảo ông ta từ bỏ nhà họ Tôn là điều không thể, nhưng từ bỏ đứa con gái duy nhất của mình cũng không được. Bốp! Đúng lúc này, tiếng tát tai thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn sang. Chỉ thấy Tôn Mỹ Quyên giận dữ hét lên với Mạc Đông Húc, tất cả là tại đồ vô dụng nhà anh. Anh ở rể nhà họ Tôn, chúng tôi cho anh tất cả. Thậm chí bố tôi còn định giao cho anh phụ trách toàn bộ sản nghiệp trong nước của gia tộc, cho anh làm tổng giám đốc. Thế mà bây giờ nhà họ Tôn lại vì anh mà gặp nguy cơ diệt vong. Tôi nói cho anh biết, anh đúng là đồ ăn hại. Năm đó là tôi có mắt như mù nên mới lấy anh. Ngày mai tôi sẽ lập tức ly hôn. Sau này giữa tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Tôn Mỹ Quyên rất kích động, chỉ thẳng mặt Mạc Đông Húc mắng té tát. Trước đây hai người họ tỏ ra rất hạnh phúc, bây giờ lại như kẻ thù truyền kiếp. Vẻ mặt của Mạc Đông Húc vô cùng vặn vẹo, cơn giận của anh ta đã lên tới đỉnh điểm, nhưng lại không dám xả ra. Mỹ Quyên, anh xin lỗi, tất cả đều tại anh. Em nói không sai, anh chính là đồ vô dụng.
Tại anh nên nhà họ Tôn mới gặp phải tai họa này. Mạc Đông Húc giữ chặt hai vai Tôn Mỹ Quyên, kích động gào lên, em đừng bỏ anh. Nếu không anh sẽ chết chắc, em hãy nể tình vợ chồng bao lâu nay của chúng ta, cho anh thêm một cơ hội đi. Anh xin em. Mạc Đông Húc hiểu rõ, chỉ cần tiếp tục được ở bên Tôn Mỹ Quyên, anh ta vẫn còn đường sống. Nhưng nếu tách khỏi nhà họ Tôn, anh ta không sống nổi. Một mình anh ta không thể đấu lại Dương Thanh. Đồ vô dụng nhà anh mau cút đi, Tôn Mỹ Quyên tát vào mặt anh ta, tức giận nói. Anh Thanh, tất cả đều do Mạc Đông Húc cầm đầu. Nếu không phải anh ta muốn trả thù Tống Hoa Nhã, chúng tôi cũng không bị liên lụy đắc tội anh. Tôn Mỹ Quyên lại quay sang cầu xin Dương Thanh, anh là người có địa vị, nhất định có thể phân biệt phải trái. Người sai chính là Mạc Đông Húc, dù lúc trước tôi sỉ nhục anh nhưng cũng không đáng chết. Phải đó, người sai là Mạc Đông Húc, không liên quan đến con gái tôi. Cậu Thanh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy bảo con bé cẩn thận. Thằng danh Mạc Đông Húc kia cậu cứ tùy ý xử lý. Sau này nó không còn quan hệ gì với nhà họ Tôn nữa. Tôn Húc cũng vội vàng nói. Anh Thanh à, chúng tôi cũng không nên sỉ nhục anh và Hoa Nhã, là chúng tôi sai. Nhưng tất cả đều tại Mạc Đông Húc, nếu không bị anh ta xui khiến, chúng tôi cũng sẽ không nhầm vào hai người. Đúng vậy, chúng tôi và Hoa Nhã là bạn đại học suốt 4 năm. Nếu không bị Mạc Đông Húc châm ngòi, sao chúng tôi lại nhắm vào anh và Hoa Nhã? Anh Thanh, kẻ cầm đầu chính là Mạc Đông Húc, xin anh hiểu cho chúng tôi, tha cho chúng tôi một đường sống. Đám bạn học từng giúp đỡ Mạc Đông Húc mắng chửi Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đều như biến thành người khác, chỉ muốn xông lên giết chết Mạc Đông Húc. Dương Thanh cười híp mắt nhìn bọn họ cắn nhau, không thèm lên tiếng. Gương mặt Mạc Đông Húc trở nên vặn vẹo, mấy năm trước chỉ vì Tống Hoa Nhã không được nhà họ Tống chào đón nên anh ta cho rằng mình bị lừa gạt tình cảm, thậm chí còn bỏ đi ngay trước ngày cưới. Mọi chuyện hôm nay đều là vì trả thù Tống Hoa Nhã. Khó khăn lắm anh ta mới lấy được Tôn Mỹ Quyên, có chút hy vọng. Hôm nay anh ta vừa mới về nước, chuẩn bị nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Tôn Thị, tương lai sáng lạn. Đợi thêm mấy chục năm nữa, vợ anh ta sẽ là chủ nhà họ Tôn, nhưng với quan hệ của hai người, vị trí chủ nhà còn không phải của anh ta sao? Anh ta vất vả lắm mới có được những thứ này, vậy mà lại bị hủy hoại vì Tống Hoa Nhã. Giờ đây, đám bạn học vốn có quan hệ rất tốt với anh ta đều quay lại cắn anh ta, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy nhục nhã tới vậy. Hoa Nhã, anh sai rồi. Trong khi bị tất cả chỉ trích, Mạc Đông Húc bỗng quỳ xuống dưới chân Tống Hoa Nhã, chân thành nói, Hoa Nhã, thực ra sau khi chia tay em, anh ở nước ngoài sống rất khổ sở. Em biết không, ngay từ ngày đầu tiên rời xa em, anh đã rất hối hận. Vì anh phát hiện mình đã thật lòng yêu em. Anh nghĩ mình không xứng với em nên mới định một mình gây dựng sự nghiệp rồi mới trở về tìm em. Nếu không tại con đàn bà Tôn Mỹ Quyên này ép buộc, sao anh có thể lấy cô ta được chứ? Hoa Nhã, em nhất định phải tin anh. Anh ở bên cô ta cũng là vì bị ép buộc. Cô ta là con gái của chủ nhà họ Tôn. Nếu anh không lấy cô ta, nhà họ Tôn sẽ không tha cho anh. Hoa Nhã, ngày mai anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta rồi lấy em. Anh xin thề cả đời này sẽ không rời xa em nửa bước. Mạc Đông Húc quỳ trước mặt Tống Hoa Nhã, vẻ mặt chân thành. Thấy vậy, tất cả đều sửng sốt, không phải vì sự thâm tình của anh là, mà là vì anh ta quá đê tiện. Đợi thêm mấy chục năm nữa, vợ anh ta sẽ là chủ nhà họ Tôn, nhưng với quan hệ của hai người, vị trí chủ nhà còn không phải của anh ta sao? Anh ta vất vả lắm mới có được những thứ này, vậy mà lại bị hủy hoại vì Tống Hoa Nhã. Giờ đây, đám bạn học vốn có quan hệ rất tốt với anh ta đều quay lại cắn anh ta, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy nhục nhã tới vậy. Hoa Nhã, anh sai rồi. Trong khi bị tất cả chỉ trích, Mạc Đông Húc bỗng quỳ xuống dưới chân Tống Hoa Nhã, chân thành nói, Hoa Nhã, thực ra sau khi chia tay em, anh ở nước ngoài sống rất khổ sở. Em biết không, ngay từ ngày đầu tiên rời xa em, anh đã rất hối hận. Vì anh phát hiện mình đã thật lòng yêu em. Anh nghĩ mình không xứng với em nên mới định một mình gây dựng sự nghiệp rồi mới trở về tìm em. Nếu không tại con đàn bà Tôn Mỹ Quyên này ép buộc, sao anh có thể lấy cô ta được chứ? Hoa Nhã,
em nhất định phải tin anh. Anh ở bên cô ta cũng là vì bị ép buộc. Cô ta là con gái của chủ nhà họ Tôn. Nếu anh không lấy cô ta, nhà họ Tôn sẽ không tha cho anh. Hoa Nhã, ngày mai anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta rồi lấy em. Anh xin thề cả đời này sẽ không rời xa em nửa bước. Mạc Đông Húc quỳ trước mặt Tống Hoa Nhã, vẻ mặt chân thành. Thấy vậy, tất cả đều sửng sốt, không phải vì sự thâm tình của anh là, mà là vì anh ta quá đê tiện. Kẻ ngu mới tin những lời lẽ vô sỉ này của anh ta. Tôn Húc chợt có cảm giác không ổn. Nếu Mạc Đông Húc thật sự ở bên Tống Hoa Nhã, với quan hệ của Tống Hoa Nhã và Dương Thanh, nhà họ Tôn sẽ không được yên ổn. Mạc Đông Húc, anh nói cái gì? Tôn Mỹ Quyên nổi trận lôi đình, rõ ràng là anh chủ động theo đuổi tôi, mỗi ngày đều đưa đón tôi. Tôi có mắt như mù mới tin lời ngon ngọt của anh, đồng ý gả cho anh. Không ngờ anh lại dám bảo tôi ép anh lấy tôi. Mạc Đông Húc, anh chính là đồ khốn nạn. Anh tưởng nói thế thì Tống Hoa Nhã sẽ tin lời anh sao? Tôn Mỹ Quyên giận dữ gào lên, nước mắt rơi lã chã. Có nói thế nào thì Mạc Đông Húc cũng là chồng cô ta mấy năm qua, cô ta cũng thật lòng yêu người đàn ông này. Hoa Nhã, em thấy chưa? Con đàn bà này bá đạo vậy đấy, có gan làm nhưng không chịu thừa nhận, đúng là đồ độc ác. Mạc Đông Húc vẫn còn muốn tiếp tục diễn kịch. Nhưng Tống Hoa Nhã đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta, sao có thể mềm lòng nương tay. Cô ta lắc đầu cười tự giễu, lúc trước tôi mù đến mức nào mới ngu ngốc đem lòng yêu anh. Dứt lời, cô ta nhìn sang Dương Thanh, anh không cần lo cho em, muốn xử lý bọn họ thế nào cũng được. Chết cùng nhau. Dương Thanh nhìn ra được, Tống Hoa Nhã thực sự đã buông bỏ Mạc Đông Húc, nếu không sẽ không nói như vậy. Anh rất vui mừng, những chuyện đã làm tối nay đều không uổng phí. Rốt cuộc cô gái ngốc này không còn ngờ nghịch nữa. Hoa Nhã, anh nói thật mà, người anh yêu vẫn luôn là em. Mạc Đông Húc hốt hoảng thề thốt, nếu anh lừa em, anh chính là súc vật, chết không yên lành. Cậu câm miệng đi, nếu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi không ngại khiến cậu chết không yên lành đâu, Dương Thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy Mạc Đông Húc mới từ bỏ cầu xin Tống Hoa Nhã, lại đổi sang Dương Thanh, được, anh Thanh không cho tôi dây dưa Hoa Nhã cũng được. Nhưng tôi thực sự biết sai rồi, xin anh tha mạng cho tôi. Sau này tôi nhất định sẽ dùng hành động thực tế chứng minh bản thân. Chứng minh cái gì? Chứng minh cậu vô liêm sỉ tới mức nào hả? Hay là chờ cậu tìm được người có địa vị cao hơn để trả thù tôi? Dương Thanh châm chọc hỏi. Sắc mặt Mạc Đông Húc cứng đờ, biết hôm nay khó mà thoát chết. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được mùi vị bị mọi người xa lánh. Tôn Mỹ Quyên cũng cười mỉa mai, Mạc Đông Húc, anh ngây thơ thật đấy. Anh nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc như tôi và Tống Hoa Nhã sao? Thực ra chúng tôi không hề ngốc, chỉ vì đều yêu anh chân thành, tưởng anh là chỗ dựa cả đời. Nhưng thực tế thì sao? Anh đã cho chúng tôi nhìn rõ tất cả. Nghe Tôn Mỹ Quyên nói vậy, Tống Hoa Nhã bỗng thấy đồng cảm. Nếu cô ta thực sự là kẻ ngốc, sao lại có tài kinh doanh như vậy? Chỉ vì cô ta quá yêu Mạc Đông Húc, tin tưởng anh ta vô điều kiện. Bản thân từng yêu đến mù quáng, suýt nữa tự sát. Bây giờ cô ta cảm thấy thật may mắn vì khi đó được cứu sống, nếu không chết rồi cũng không biết được bộ mặt thật của Mạc Đông Húc. Cậu Thanh, con gái tôi biết sai rồi. Xin cậu tha cho nó. Tôn Húc cũng lên tiếng, nếu cậu Thanh không chê, sau này cậu chính là người cao quý nhất của nhà họ Tôn. Tôi sẽ nghe theo cậu điều khiển. Anh Thanh, tôi biết sai rồi. Bố tôi đã hứa sau này nhà họ Tôn sẽ nghe theo anh. Nếu anh vẫn chưa hả giận thì có thể giết tôi, chỉ xin anh bỏ qua cho nhà họ Tôn. Tôn Mỹ Quyên đỏ bừng mắt nói. Cô ta vốn yêu Mạc Đông Húc tha thiết nên khi anh ta nhằm vào Dương Thanh và Tống Hoa Nhã, cô ta rất coi thường họ. Nhưng giờ đây cô ta đã thấy bộ mặt thật của Mạc Đông Húc, mới phát hiện khí chất của Dương Thanh rất cao quý, khác hẳn người thường. Chỉ là, tất cả đều đã quá muộn. Hoa Nhã, em tự giải quyết đi. Nếu em thấy tha thứ được cho cô ta thì anh sẽ cho cô ta một con đường sống. Nếu không thì sau hôm nay, nhà họ Tôn sẽ bị diệt, cô ta cũng không sống nổi. Dương Thanh bỗng hỏi Tống Hoa Nhã. Tống Hoa Nhã vô cùng kinh hãi. Lúc đầu nhà họ Tống không cần cô ta, đuổi gia đình cô ta đi. Không ngờ hôm nay,
một câu nói của cô ta có thể quyết định số phận của một gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ Tống. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Hoa Nhã. Anh Thanh, cô ta cũng giống em, đều là kẻ đáng thương. Hay là cho cô ta một cơ hội, Tống Hoa Nhã dè dặt hỏi. Thấy cô ta tốt bụng như vậy, Dương Thanh rất vui. Anh không hề có ý định xóa sổ nhà họ Tôn, cũng không muốn giết Tôn Mỹ Quyên. Anh giao quyền xử lý cho Tống Hoa Nhã chỉ để nhà họ Tôn biết, bọn họ được cô ta cứu. Cảm ơn cô Tống, cảm ơn cô Tống. Tôn Húc và Tôn Mỹ Quyên rất kinh ngạc, cuống quýt cảm ơn. Tôn Húc kích động nói, sau này cô Tống cũng là một trong các vị khách tôn quý nhất của nhà họ Tôn. Nếu cô cần chúng tôi giúp đỡ cứ việc nói, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Cảm ơn cô Tống, Tôn Mỹ Quyên cũng đỏ hoe mắt chân thành cảm ơn. Dương Thanh khẽ gật đầu, nói với Tôn Húc, em gái tôi đã muốn tha cho con gái ông, vậy thì cô ta tạm thời giữ được cái mạng. Nếu còn tái phạm nhất định sẽ không nương tay. Cậu Thanh yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, Tôn Húc vội vàng cam đoan. Tôn Mỹ Quyên cũng lên tiếng, tôi thực sự biết sai rồi. Sau này chỉ cần là người có quan hệ với anh, tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Dương Thanh không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Tôn Húc nói tiếp, tội chết của con gái ông có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ nhà họ Tôn nghe tôi điều khiển như ông đã nói, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Nghe vậy, Tôn Húc gật đầu lia lịa, được, từ giờ trở đi, cậu chính là chủ nhân của nhà họ Tôn, tôi chỉ là người đại diện. Nhà họ Tôn sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu. Tôn Húc vui mừng còn không kịp. Tuy nghe lời Dương Thanh có vẻ rất lỗ vốn nhưng ông ta biết thực lực của anh, nhà họ Thái còn bị diệt trong một đêm cơ mà. Rõ ràng Dương Thanh còn nắm giữ thế lực khủng bố hơn. Được làm việc cho anh là vinh dự của ông ta. Có lẽ nhà họ Tôn cũng sẽ nhờ đó mà ngày càng lớn mạnh. Đám người còn lại đều chết lặng. Trong mắt bọn họ, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là thế lực mạnh nhất. Bây giờ chủ nhà họ Tôn lại đi theo Dương Thanh. Chẳng phải nghĩa là địa vị của Dương Thanh còn cao hơn tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Còn gia tộc của bọn họ, đừng nói là tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, so với nhà họ Thái cũng đã kém hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng Dương Thanh. Cảm ơn cô Tống, Tôn Mỹ Quyên cũng đỏ hoe mắt chân thành cảm ơn. Dương Thanh khẽ gật đầu, nói với Tôn Húc, em gái tôi đã muốn tha cho con gái ông, vậy thì cô ta tạm thời giữ được cái mạng. Nếu còn tái phạm nhất định sẽ không nương tay. Cậu Thanh yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, Tôn Húc vội vàng cam đoan. Tôn Mỹ Quyên cũng lên tiếng, tôi thực sự biết sai rồi. Sau này chỉ cần là người có quan hệ với anh, tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Dương Thanh không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Tôn Húc nói tiếp, tội chết của con gái ông có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ nhà họ Tôn nghe tôi điều khiển như ông đã nói. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Nghe vậy, Tôn Húc gật đầu lia lịa, được, từ giờ trở đi, cậu chính là chủ nhân của nhà họ Tôn, tôi chỉ là người đại diện. Nhà họ Tôn sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu. Tôn Húc vui mừng còn không kịp, tuy nghe lời Dương Thanh có vẻ rất lỗ vốn nhưng ông ta biết thực lực của anh, nhà họ Thái còn bị diệt trong một đêm cơ mà. Rõ ràng Dương Thanh còn nắm giữ thế lực khủng bố hơn. Được làm việc cho anh là vinh dự của ông ta. Có lẽ nhà họ Tôn cũng sẽ nhờ đó mà ngày càng lớn mạnh. Đám người còn lại đều chết lặng. Trong mắt bọn họ, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là thế lực mạnh nhất. Bây giờ chủ nhà họ Tôn lại đi theo Dương Thanh, chẳng phải nghĩa là địa vị của Dương Thanh còn cao hơn tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Còn gia tộc của bọn họ, đừng nói là tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, so với nhà họ Thái cũng đã kém hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng Dương Thanh. Bây giờ cậu còn gì để nói nữa không? Dương Thanh đột nhiên hỏi Mạc Đông Húc. Mạc Đông Húc đang cúi gằm đầu xuống. Tuy không thấy mặt anh ta nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được thù hận mãnh liệt trong lòng anh ta. Đây là sự thù hận đối với Tống Hoa Nhã và anh. Nếu không vì họ, Mạc Đông Húc sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị, sau này vợ anh ta sẽ kế thừa vị trí chủ gia tộc. Khi đó, anh ta chính là chồng của chủ nhà họ Tôn. Giữ địa vị cao quý hàng đầu ở Yến Đô. Thế nhưng tất cả đều bị Dương Thanh và Tống Hoa Nhã phá hỏng. Anh Thanh, xin anh tha cho tôi. Sau này tôi sẽ làm chó cho anh bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn kẻ đó. Gâu gâu gâu.
Mạc Đông Húc bỗng ngẩng đầu lên, vừa cầu xin vừa dập mạnh đầu xuống đất, còn sủa tiếng chó. Tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ, Mạc Đông Húc lại khiến họ được mở rộng tầm mắt. Dương Thanh chỉ cười lạnh một tiếng, cậu còn chưa đủ tư cách làm chó của tôi. Nghe vậy, Mạc Đông Húc cảm thấy vô cùng tủi nhục. Từ bao giờ anh ta đã tới mức làm chó cũng bị người ta ghét bỏ. Đều tại con đàn bà đê tiện này, là mày hại tao, dù chết tao cũng phải kéo mày theo. Mạc Đông Húc chợt đứng bật dậy, mặt mày dữ tợn xông tới chỗ Tống Hoa Nhã. Anh ta vốn đang quỳ trước mặt Tống Hoa Nhã, ở gần cô ta nhất. Chẳng biết từ lúc nào trong tay anh ta xuất hiện một lưỡi dao sắc bén đang đâm thẳng về phía Tống Hoa Nhã. Sao lại như vậy? Tống Hoa Nhã đứng ngay trước mặt Mạc Đông Húc, không ngờ anh ta sẽ tấn công mình. Cô ta ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn trốn tránh nhưng không sao di chuyển được. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lưỡi dao trong tay Mạc Đông Húc cách mình ngày càng gần. Trong đầu cô ta chợt thoáng qua từng hình ảnh khi ở bên Mạc Đông Húc. Nhưng đến tận giờ phút này, cô ta mới tỉnh ngộ. Năm đó Mạc Đông Húc ở bên cô ta không phải vì tình yêu. Khi hai người yêu nhau, Mạc Đông Húc luôn bóng gió hỏi thăm địa vị của cô ta và gia đình trong nhà họ Tống, còn nghĩ đủ mọi cách lừa cô ta lên giường. May mắn thay Tống Hoa Nhã chưa từng đồng ý. Hoa Nhã cẩn thận. Trần Hân như trợn tròn mắt, chỉ có thể hô to một tiếng nhắc nhở. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lưỡi dao trong tay Mạc Đông Húc sắp đâm vào ngực Tống Hoa Nhã. Tống Hoa Nhã cũng nhắm mắt hai, nước mắt rơi lã chã. Quỳnh! Đúng lúc này, cơ thể của Mạc Đông Húc như con diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét. Anh ta bay thẳng ra ngoài hành lang, đâm vào tường rồi ngã lăn ra đất. Mạc Đông Húc phụt máu, nằm im không nhúc nhích. Dương Thanh đã ra tay. Tất cả đều sợ ngây người nhìn Dương Thanh. Vừa rồi rõ ràng bọn họ đều trông thấy lưỡi dao trong tay Mạc Đông Húc sắp đâm vào người Tống Hoa Nhã, thế nhưng kết quả thật khó tin. Dương Thanh như một bóng ma lao vào tới trước người Tống Hoa Nhã đá bay Mạc Đông Húc. Một cú đá khiến người trưởng thành nặng 70-80 cân bay ra xa mười mấy mét. Có lẽ bị xe tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho dù Tôn Húc từng chứng kiến sức mạnh khủng bố của Dương Thanh cũng phải hoảng hốt, tim đập dồn dập. Những người khác đã chết sững. Tống Hoa Nhã đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng động gì mới hé mắt ra nhìn, thấy mọi người đứng đơ như pho tượng ngơ ngác nhìn Dương Thanh đang đứng chắn trước người mình. Trông thấy Mạc Đông Húc ngã lăn ra đất ở ngoài hành lang, cô ta mới hiểu, vừa nãy Dương Thanh đã cứu mình. Anh Thanh, em vẫn còn sống. Tống Hoa Nhã kích động bật khóc, em cứ tưởng em chết chắc rồi, đời này không được gặp lại anh nữa. May mà vẫn chưa chết. Thấy Tống Hoa Nhã khóc nức nở. Dương Thanh bỗng thấy đau lòng cho cô ta. Yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Dương Thanh kiên định nói. Đám bạn học lúc trước xem thường Tống Hoa Nhã, giờ đây trong mắt chỉ còn ghen tị. Có người anh trai lợi hại như Dương Thanh là có thể tung hoành ngang dọc ở Yến Đô. Đến cả chủ nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải quỳ lạy trước mặt Dương Thanh. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy Mạc Đông Húc nữa, ông hiểu chưa? Dương Thanh trấn an Tống Hoa Nhã xong, bỗng nhìn sang Tôn Húc. Tôn Húc lập tức hiểu ý, vội vàng đáp, cậu Thanh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Dương Thanh không thèm đáp, dứt khoát dẫn Tống Hoa Nhã rời khỏi. Anh không cần phải hù dọa đám người còn lại nữa, nếu không thật sự sẽ có người sợ tè ra quần. Đến khi Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đều rời đi, người trong phòng mới như chút được gánh nặng. Anh Thanh bỏ qua cho chúng ta rồi sao? Một lúc sau, Dương Tùng mới dè dặt lên tiếng hỏi. Chắc là vậy, Vương Hoan phức tạp nói. Với người cao quý như anh ấy, chúng ta còn chẳng bằng sâu kiến, Thượng Hiểu Hà cười khổ. Trần Hân như cũng cảm thán, ánh mắt lấp lánh. Cô ta cảm thấy thật may mắn vì không học theo bọn họ nhằm vào Dương Thanh. Bất kỳ ai cũng không được để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu không đừng trách tôi đích thân tới tiêu diệt gia tộc các cô các cậu. Tôn Húc lườm đám người, lạnh giọng nói. Nghe vậy, đám Dương Tùng run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu cam đoan, ông chủ Tôn yên tâm, chúng cháu sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Được rồi, mau cút đi, Tôn Húc vung tay lên quát. Đám bạn học của Tống Hoa Nhã mau chóng rời đi.
ông là Trần Hạo, chủ nhà họ Trần phải không? Bấy giờ Tôn Húc mới tươi cười hỏi Trần Hạo. Trần Hạo giật nảy mình, vội đáp, chào ông chủ Tôn, tôi là Trần Hạo. Sau này mong được ông chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ông chủ Trần khách sáo quá. Sau này tôi còn phải dựa vào ông mới đúng. Tôn Húc cười lớn nói, lại nhìn sang Trần Anh Hào, chắc cháu là con trai của ông chủ Trần nhỉ. Chào ông chủ Tôn, cháu là Trần Anh Hào, Trần Anh Hào cười đáp. Quả nhiên khí chất xuất chúng, là một nhân tài, Tôn Húc khen ngợi. Ông ta không dám sơ suất trước mặt hai bố con nhà họ Trần. Quan hệ của họ với Dương Thanh thân hơn ông ta nhiều. Nhà họ Thái vốn có thực lực gần bằng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại bị nhà họ Trần thay thế, có Dương Thanh chống lưng phía sau. Chỉ cần Dương Thanh đồng ý, nhà họ Trần có thể lập tức áp đảo 8 gia tộc đứng đầu. Ông chủ Trần, tôi còn việc phải xử lý, hôm khác sẽ mời ông ăn cơm, Tôn Húc đột nhiên nói. Sao vậy được, để hôm khác tôi mở tiệc chiêu đãi ông chủ Tôn, Trần Hạo vội vàng đáp. Ha ha, được, tôi chờ ông chủ Trần chiêu đãi. Tôn Húc cười lớn rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta hờ hững nhìn Mạc Đông Húc nằm la liệt ngoài hành lang, ra lệnh, lôi thằng nhóc này ra bãi tha ma chôn đi. Vâng. Hai gã cao to lực lưỡng vội vàng chạy tới khiêng Mạc Đông Húc đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đã rời đi. Bấy giờ Tôn Húc mới tươi cười hỏi Trần Hạo. Trần Hạo giật nảy mình, vội đáp, chào ông chủ Tôn, tôi là Trần Hạo. Sau này mong được ông chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ông chủ Trần khách sáo quá. Sau này tôi còn phải dựa vào ông mới đúng. Tôn Húc cười lớn nói, lại nhìn sang Trần Anh Hào, chắc cháu là con trai của ông chủ Trần nhỉ. Chào ông chủ Tôn, cháu là Trần Anh Hào, Trần Anh Hào cười đáp. Quả nhiên khí chất xuất chúng, là một nhân tài, Tôn Húc khen ngợi. Ông ta không dám sơ suất trước mặt hai bố con nhà họ Trần. Quan hệ của họ với Dương Thanh thân hơn ông ta nhiều. Nhà họ Thái vốn có thực lực gần bằng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại bị nhà họ Trần thay thế, có Dương Thanh chống lưng phía sau. Chỉ cần Dương Thanh đồng ý, nhà họ Trần có thể lập tức áp đảo 8 gia tộc đứng đầu. Ông chủ Trần, tôi còn việc phải xử lý, hôm khác sẽ mời ông ăn cơm, Tôn Húc đột nhiên nói. Sao vậy được, để hôm khác tôi mở tiệc chiêu đãi ông chủ Tôn, Trần Hạo vội vàng đáp. Ha ha, được, tôi chờ ông chủ Trần chiêu đãi. Tôn Húc cười lớn rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta hờ hững nhìn Mạc Đông Húc nằm la liệt ngoài hành lang, ra lệnh, lôi thằng nhóc này ra bãi tha ma chôn đi. Vâng. Hai gã cao to lực lưỡng vội vàng chạy tới khiêng Mạc Đông Húc đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đã rời đi. Trên đường, Tống Hoa Nhã nói rất nhiều, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ. Chuyện hôm nay tuy nguy hiểm nhưng kết cục rất tốt. Cô ta vui mừng nhất vì nhìn thấy bộ mặt thật của Mạc Đông Húc, cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Toàn thân khoan khoái, không còn gánh nặng. Cảm ơn anh Thanh, nếu không có anh, có lẽ cả đời em cũng không biết mình đã yêu một kẻ khốn nạn. Thậm chí còn đau lòng vì anh ta nhiều năm như vậy. Khi Dương Thanh đưa cô ta tới cổng nhà họ Tống, cô ta cảm kích nói. Dương Thanh cười đáp. Khúc mắc trong lòng đã giải tỏa được rồi, sau này phải cố gắng mở rộng thị trường nước ngoài cho anh đấy. Anh Thanh yên tâm, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng, Tống Hoa Nhã nghiêm túc nói. Muộn rồi, mau về đi. Dương Thanh đợi Tống Hoa Nhã đi vào nhà mới quay người lên xe rời đi. Về đến nhà đã là 1 giờ sáng. Lúc ở Dạ Thượng Hoàng Triều, điện thoại của anh liên tục rung nhưng không có tiếng chuông báo tin nhắn. Bây giờ anh mới phát hiện. Mình nhận được 10 mấy tin nhắn mới. Là tin nhắn của Tâm. Dương Thanh cười nói, đến khi mở tin nhắn ra đọc, anh giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt hô lên, sao, sao lại như vậy? Ai đang nói xấu mình? Tần Thanh Tâm gửi cho Dương Thanh liên tiếp 10 mấy bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp anh và Tô San. Mỗi góc chụp đều rất gian xảo, trông hai người cực kỳ thân mật. Quan trọng nhất là còn có mấy bức cả người Dương Thanh dựa lên người Tô San, được cô ta đưa vào khách sạn. Tần Thanh Tâm gửi cho anh từ 2 tiếng trước, ngoài ra không còn tin nhắn gì khác. Dương Thanh sốt ruột không để ý bây giờ đã qua nửa đêm, vội vàng gọi điện cho Tần Thanh Tâm, thế nhưng cô đã tắt máy. Anh lại gọi video,
nhận được thông báo mình đã bị cô chặn. Dù gặp phải vô số kẻ địch, Dương Thanh cũng chưa từng thấy sợ, nhưng hiện giờ không liên lạc được với Tần Thanh Tâm, anh thực sự sợ rồi. Tần Thanh Tâm gửi cho anh những bức ảnh này, bây giờ còn tắt máy, chặn số anh, rõ ràng đang cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là ai? Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi. Anh không liên lạc được Tần Thanh Tâm, nhất định cô đang rất giận. Nhưng Dương Thanh nổi giận vì không biết kẻ nào chụp lén mình và Tô San. Lần trước Tần Thanh Tâm vừa từ Yến Đô về Giang Hải, Dương Thanh biết mình không phải người nhà Vũ Văn, trong phòng phiền muộn nên mới tới quán bar. Không ngờ lại gặp Tô San ở đó, quan trọng là anh uống say, còn được Tô San đưa tới khách sạn. Bây giờ nhớ lại, anh chỉ thấy vô cùng hối hận. Đúng là say rượu hỏng việc, Dương Thanh tự trách. Anh suy nghĩ một hồi bèn gọi điện thoại, lập tức đặt cho tôi một vé máy bay về Giang Hải, càng nhanh càng tốt. Dương Thanh vừa cúp máy đã có người gọi tới. Người gọi là Tần Y, Dương Thanh vội vàng nghe máy. Dương Thanh, anh đúng là đồ khốn nạn, tôi quá xem thường anh rồi, không ngờ anh với con ả Tô San kia lại lén lút qua lại. Lúc ở tỉnh lỵ thấy cô ta ôm tay anh, tôi không nên tin anh. Có phải anh cảm thấy bây giờ mình rất lợi hại, dù là Yến Đô cũng không có mấy ai dám đắc tội anh nên mới tùy ý bắt nạt chị tôi. Uổng công tôi sùng bái anh, luôn lấy anh làm tiêu chuẩn chọn chồng. Không ngờ anh lại là kẻ lăng nhăng như vậy. Dương Thanh không có cơ hội giải thích, Tần Y mắng một tràng dài rồi lập tức cúp máy. Này, alo. Dương Thanh gọi vài tiếng nhưng chỉ nghe thấy thông báo máy bận, Tần Y không hề đáp lại. Tuy anh rất tức giận vì bị hãm hại, cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại mình nhưng anh hiểu bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là mau chóng nghĩ cách khiến Tần Thanh Tâm nguôi giận. Anh lại gọi cho Tần Y mấy cuộc, nhưng đối phương đều cúp máy. Sau 5-6 lần liên tiếp, cuối cùng Tần Y cũng chịu nghe điện thoại, anh có biết bây giờ chị tôi đang đau lòng thế nào không? Chị ấy khóc mấy tiếng rồi, hai mắt sưng húp. 5 năm anh mất tích, chị ấy liều mạng gánh chịu tất cả, sinh con cho anh, còn kiên quyết đợi anh về. Kết quả thì sao? Anh đền bù cho chị ấy thế này hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh khiến chị tôi tức giận hại sức khỏe, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dứt lời, Tần Y lại cúp máy. Dương Thanh bất lực, rõ ràng Tần Y chỉ muốn mắng anh một trận. Hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích, nhưng anh hiểu, giống như Tần Y vừa nói, Tần Thanh Tâm đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Nếu anh thực sự ngoại tình, quả thực rất có lỗi với cô. Vẫn nên đợi về Giang Hải rồi giải thích rõ ràng với cô ấy thì hơn, Dương Thanh nhủ thầm. Cùng lúc đó trong dinh thự Vân Phong ở Giang Hải, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đều nằm trên giường. Tiêu Tiêu đã ngủ say, trên mặt Tần Thanh Tâm cũng không có lấy một giọt nước mắt. Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Ít nhất cũng nên cho anh ấy cơ hội giải thích chứ. Chị tin anh ấy sẽ không phản bội chị. Tần Thanh Tâm nói với Tần Y, nhớ mấy bức ảnh này là giả thì sao? Tần Y hừ lạnh một tiếng, chị nghe em đi. Nếu không hù dọa anh ấy, ai biết sau này anh ấy còn làm chuyện gì quá đáng hơn nữa. Lần trước ở tỉnh lỵ, em đã thấy Tô San rất thân mật ôm tay anh Thanh. Nếu không vì sợ chị buồn, em đã nói cho chị biết rồi. Bây giờ địa vị của anh Thanh ngày càng cao, e là rất nhiều gia tộc lớn đều muốn gả con gái cho anh ấy. Kể cả anh ấy và Tô San thực sự không có quan hệ nào, chúng ta cũng phải cho anh ấy biết, sau này phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Anh lại gọi cho Tần Y mấy cuộc, nhưng đối phương đều cúp máy. Sau 5-6 lần liên tiếp, cuối cùng Tần Y cũng chịu nghe điện thoại, anh có biết bây giờ chị tôi đang đau lòng thế nào không? Chị ấy khóc mấy tiếng rồi, hai mắt sưng húp. 5 năm anh mất tích, chị ấy liều mạng gánh chịu tất cả, sinh con cho anh, còn kiên quyết đợi anh về. Kết quả thì sao, anh đền bù cho chị ấy thế này hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh khiến chị tôi tức giận hại sức khỏe, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dứt lời, Tần Y lại cúp máy. Dương Thanh bất lực, rõ ràng Tần Y chỉ muốn mắng anh một trận. Hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích, nhưng anh hiểu, giống như Tần Y vừa nói, Tần Thanh Tâm đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Nếu anh thực sự ngoại tình, quả thực rất có lỗi với cô. Vẫn nên đợi về Giang Hải rồi giải thích rõ ràng với cô ấy thì hơn, Dương Thanh nhủ thầm.
Cùng lúc đó trong dinh thự Vân Phong ở Giang Hải, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đều nằm trên giường. Tiêu Tiêu đã ngủ say, trên mặt Tần Thanh Tâm cũng không có lấy một giọt nước mắt. Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Ít nhất cũng nên cho anh ấy cơ hội giải thích chứ. Chị tin anh ấy sẽ không phản bội chị. Tần Thanh Tâm nói với Tần Y, nhớ mấy bức ảnh này là giả thì sao? Tần Y hừ lạnh một tiếng, chị nghe em đi. Nếu không hù dọa anh ấy, ai biết sau này anh ấy còn làm chuyện gì quá đáng hơn nữa. Lần trước ở tỉnh Lỵ, em đã thấy Tô San rất thân mật ôm tay anh Thanh. Nếu không vì sợ chị buồn, em đã nói cho chị biết rồi. Bây giờ địa vị của anh Thanh ngày càng cao, e là rất nhiều gia tộc lớn đều muốn gả con gái cho anh ấy. Kể cả anh ấy và Tô San thực sự không có quan hệ nào, chúng ta cũng phải cho anh ấy biết, sau này phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Lần này chị cứ nghe em đi, nhất định phải cảnh cáo anh Thanh. Tần Y bực bội nói. Tần Thanh Tâm cười chua xót, Tô San là bạn thân nhất của chị. Cậu ấy vốn rất thân với Dương Thanh. Chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội chị đâu. Em lo lắng Dương Thanh sẽ bị gia tộc nào đó cướp về làm con rể hả? Thực ra không cần lo đâu, nếu Dương Thanh thực sự có ý này, anh ấy đã đến bên người phụ nữ khác từ lâu rồi. 5 năm ấy chị sống rất khổ sở, nhưng anh ấy có sống tốt không? Không hề. Nếu không trả giá bằng máu, sao anh ấy có thể được như bây giờ? Chị tin tưởng anh ấy. Tần Thanh Tâm nghiêm túc nói. Em biết anh ấy sẽ không phản bội chị, nhưng ai dám chắc những người phụ nữ khác sẽ không giở trò với anh ấy. Tần Y khuyên nhủ, chị nghĩ xem, lần này là ai giấu tên gửi cho chị những bức ảnh này? Đối phương có mục đích gì? Rõ ràng chính là người muốn có được Dương Thanh, gửi ảnh cho chị để chia rẽ hai người. Thậm chí em còn nghi ngờ, chính Tô San tự biên tự diễn, muốn cướp Dương Thanh. Tần Thanh Tâm bất đắc dĩ nói, Tô San là bạn thân chị. Chị biết rõ cậu ấy là người như thế nào, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu, em đừng nghĩ nhiều. Em chỉ đoán vậy thôi mà. Tần Y trợn mắt cầm điện thoại lên nhìn, tức giận nói, đồ chết tiệt Dương Thanh, dám từ bỏ gọi điện cho em sao? Đàn ông đúng là không có ai tốt đẹp, đến cả anh cũng từ bỏ nhanh như vậy, tôi khinh bỉ anh. Tần Y tức giận nói. Dương Thanh đang sốt ruột chờ ở Yến Đô đột nhiên hắt xì vài cái, ai đang nói xấu mình. Nhà họ Quan gặp phiền phức. Sáng sớm hôm sau Lạc Bân tự mình đi đón Dương Thanh. Sau này nếu gặp những việc tương tự, ông cứ tùy ý sắp xếp tài xế cho tôi là được, không cần tự mình đưa đón tôi đâu. Trên đường ra sân bay Dương Thanh nói. Lúc này chưa tới 5 giờ sáng, bình thường giờ này mọi người còn đang ngủ. Lạc Bân cười nói, không sao, không phải ngày nào cậu cũng cần tôi, hơn nữa có thể lái xe chở cậu là vinh hạnh của tôi. Dương Thanh cười nói, ông học được cách nịnh nọt này từ lúc nào thế? Lạc Bân cười ha ha, tôi đâu có nịnh cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ Dương Thanh đã hoàn toàn coi Lạc Bân là người của mình. Lúc Lạc Bân nói chuyện với Dương Thanh cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Đúng rồi, ông điều tra giúp tôi một việc. Đó là hôm vợ tôi rời khỏi Yến Đô, buổi tối tôi uống say được một bạn nữ đưa về khách sạn nhưng lại bị người khác chụp được. Dương Thanh bỗng nói, ông giúp tôi kiểm tra camera xem thử rốt cuộc là ai đã chụp ảnh, tốt nhất là phải điều tra cho được người này. Được, Lạc Bân vội đáp. Dương Thanh lên máy bay lúc 5 giờ 20, hơn một tiếng sau khoảng 6 giờ rưỡi máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Giang Hải. Sau khi xuống máy bay Dương Thanh đi thẳng tới dinh thự Vân Phong. Bố ơi! Thấy Dương Thanh, Tiêu Tiêu là người vui nhất, cô bé còn chưa ăn sáng đã muốn chạy tới. Con đứng lại cho gì? Tần Y ôm chặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt không vui nói, dì đã dặn con thế nào? Tiêu Tiêu vô tội nhìn Tần Y nói, nhưng mà bố chọc mẹ giận tại sao con không được để ý đến bố chứ? Nghe vậy Dương Thanh mới hiểu rõ. Tần Y đang nói cho Tiêu Tiêu biết Dương Thanh đã chọc giận Tần Thanh Tâm nên không cho cô bé nói chuyện với anh. Tần Y nổi giận, hung hăng nói, sau này dì út sẽ không chơi với con nữa. Bố ơi, xin lỗi bố, chờ sau khi bố dỗ được mẹ thì Tiêu Tiêu mới có thể nói chuyện với bố được, nếu không sau này dì út sẽ không chơi với con nữa. Quả nhiên sự uy hiếp của Tần Y rất có tác dụng, Tiêu Tiêu lập tức bỏ ý định chạy về phía Dương Thanh.
Dương Thanh rất bất đắc dĩ, còn Tần Y lại đắc ý nhìn Dương Thanh bằng vẻ mặt khiêu khích. Còn Tần Thanh Tâm, từ lúc Dương Thanh bước vào cửa cho tới giờ cô vẫn cúi đầu ăn cơm như thể không hề nhìn thấy anh. Tần Đại Dũng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết nhìn Dương Thanh lại nhìn con gái của mình rồi nghi ngờ hỏi, các con đang cãi nhau sao? Bố, chúng con không cãi nhau, bố cứ yên tâm, Dương Thanh cười nói. Đúng là không có cãi nhau nhưng so với cãi nhau còn nghiêm trọng hơn. Tần Y nói, bố, con cảnh cáo bố không được giúp đỡ Dương Thanh đâu đấy. Tần Đại Dũng có cảm giác không biết phải làm sao, vậy các con cứ từ từ tâm sự, bố đến công ty trước đây. Bố, hôm nay bố đưa Tiêu Tiêu đi học nhé. Tần Y lại nói, được. Tần Đại Dũng đồng ý. Tuy ông ấy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu rõ bản thân không tiện nhúng tay vào việc này nên đành phải dẫn cháu ngoại đi trước. Chẳng mấy chốc Tần Đại Dũng đã dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi nhà, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người là Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tần Y. Vợ à, em nghe anh giải thích, thật ra những tấm ảnh kia là... Dương Thanh vừa muốn giải thích đã bị Tần Y ngắt lời, anh không cần giải thích. Nói xong Tần Y kéo tay Tần Thanh Tâm nói chị. Hôm nay chúng ta đều xin nghỉ phép, em dẫn chị ra ngoài giải sầu. Được. Tần Thanh Tâm rất phối hợp nói. Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng Tần Y đã kéo Tần Thanh Tâm vào phòng, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Dương Thanh. Hai, xem ra vẫn phải chờ Lạc Bân điều tra xong mình mới có thể giải thích rõ ràng được, Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Sau khi hai chị em vào phòng thì ở trong đó trang điểm xinh đẹp lộng lẫy đúng một tiếng đồng hồ rồi mới ra khỏi phòng. Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho hai em, các em muốn đi đâu cứ việc dặn dò, Dương Thanh cười nói. Không cần, chúng tôi cũng biết lái xe. Tần Y hừ lạnh. Tần Y nói xong liền kéo tay Tần Thanh Tâm muốn rời đi, lúc đi ra tới cửa cô ta bỗng quay đầu hung hăng trừng mắt với Dương Thanh nói, tôi cảnh cáo anh tuyệt đối không được đi theo chúng tôi nếu không anh đừng hòng được gặp lại chị tôi. Anh! Dương Thanh bỗng không biết nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ rời đi. Bây giờ, không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, trong khi đó Tần Y lại không cho anh cơ hội giải thích với Tần Thanh Tâm, cho dù anh có nóng lòng cũng vô dụng. Tiền Bưu, ông bảo vệ thật tốt vợ và em vợ tôi. Bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của hai người đó với tôi. Tần Thanh Tâm và Tần Y vừa rời khỏi, Dương Thanh liền gọi điện thoại dặn dò Tiền Bưu. Bây giờ anh chỉ có thể đợi cơ hội ở riêng với Tần Thanh Tâm mới có thể giải thích được. Nếu không, có bóng đèn Tần Y kè kè bên cạnh, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội. Sau khi hai chị em ra khỏi nhà Dương Thanh cũng không rảnh rỗi, ngoài việc giải thích với Tần Thanh Tâm ra, anh còn phải đi mấy nơi. Dù sao anh cũng sắp dọn nhà đến Yến Đô, trước khi rời đi anh phải sắp xếp thỏa đáng một số việc. 20 phút sau Dương Thanh tự lái xe đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan có thể xem là gia tộc đầu tiên thần phục anh. Bây giờ nhà họ Trần đã theo anh đến Yến Đô, anh cũng phải quan tâm một chút tới nhà họ Quan, xem thử rốt cuộc bọn họ có dự định gì. Cậu Thanh, cậu đến nhà họ Quan sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiệc tiếp đãi cậu? Thấy Dương Thanh, Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan kích động nói. Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho hai em, các em muốn đi đâu cứ việc dặn dò, Dương Thanh cười nói. Không cần, chúng tôi cũng biết lái xe. Tần Y hừ lạnh. Tần Y nói xong liền kéo tay Tần Thanh Tâm muốn rời đi, lúc đi ra tới cửa cô ta bỗng quay đầu hung hăng trừng mắt với Dương Thanh nói, tôi cảnh cáo anh tuyệt đối không được đi theo chúng tôi nếu không anh đừng hòng được gặp lại chị tôi. Anh! Dương Thanh bỗng không biết nói gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ rời đi. Bây giờ, không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, trong khi đó Tần Y lại không cho anh cơ hội giải thích với Tần Thanh Tâm. Cho dù anh có nóng lòng cũng vô dụng. Tiền Bưu, ông bảo vệ thật tốt vợ và em vợ tôi. Bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của hai người đó với tôi. Tần Thanh Tâm và Tần Y vừa rời khỏi, Dương Thanh liền gọi điện thoại dặn dò Tiền Bưu. Bây giờ anh chỉ có thể đợi cơ hội ở riêng với Tần Thanh Tâm mới có thể giải thích được. Nếu không, có bóng đèn Tần Y kè kè bên cạnh, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội. Sau khi hai chị em ra khỏi nhà Dương Thanh cũng không rảnh rỗi, ngoài việc giải thích với Tần Thanh Tâm ra, anh còn phải đi mấy nơi. Dù sao anh cũng sắp dọn nhà đến Yến Đô, trước khi rời đi anh phải sắp xếp thỏa đáng một số việc.
20 phút sau Dương Thanh tự lái xe đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan có thể xem là gia tộc đầu tiên thần phục anh, bây giờ nhà họ Trần đã theo anh đến Yến Đô, anh cũng phải quan tâm một chút tới nhà họ Quan, xem thử rốt cuộc bọn họ có dự định gì. Cậu Thanh, cậu đến nhà họ Quan sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiệc tiếp đãi cậu? Thấy Dương Thanh, Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan kích động nói. Dương Thanh khẽ mỉm cười, không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ đến ngồi một lát rồi thôi. Sau đó Dương Thanh được mời vào phòng khách VIP của nhà họ Quan, ngoài Quan Chính Sơn ra, Quan Tuyết Thùng cũng có mặt ở đó. Nghe nói bây giờ nhà họ Quan đã trở thành nhà giàu thứ hai ở tỉnh Lỵ Giang Bình rồi. Dương Thanh cười hỏi, từ khi nhà họ Quan thần phục Dương Thanh, thì địa vị lên như diều gặp gió, nhất là trong hội võ của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương lần trước. Dương Thanh đấu một trận vang danh, địa vị của nhà họ Quan và nhà họ Trần đều tăng vọt lên chỉ trong một đêm. Chỉ là hiện giờ nhà họ Trần đã từ từ rời khỏi Giang Bình, rời trung tâm gia tộc đến Yến Đô. Quan Chính Sơn nghe Dương Thanh nói vậy, vội nói tất cả những thứ này đều là nhờ có cậu Thanh, nếu không có cậu mấy đời nhà họ Quan nữa cũng không có được thành tựu như bây giờ. Quan Chính Sơn thật sự rất biết ơn, nhưng Dương Thanh vẫn nhìn thấy vẻ nghiêm nghị từ đáy mắt ông ta. Không chỉ có Quan Chính Sơn mà còn có Quan Tuyết Tùng và những người khác của dòng chính nhà họ Quan đều có vẻ nghiêm túc này. Ông chủ, tôi nghĩ có thể nói cho cậu Thanh biết việc kia. Đúng lúc này một người dòng chính nhà họ Quan bỗng nói. Câm miệng. Quan Chính Sơn quát. Quả nhiên có việc nhưng Quan Chính Sơn không muốn cho Dương Thanh biết, chỉ vội vàng giải thích, chỉ là mấy việc vặt vãnh, vẫn không cần làm phiền cậu Thanh. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh nói. Kéo nhau đến. Dương Thanh vừa tới nhà họ Quan, đã chú ý thấy bầu không khí trong nhà bọn họ nặng nề, rõ ràng đã gặp phải rắc rối gì đó. Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh hỏi đến thì không dám giấu, lúc này mới nói, tuần trước có một người thanh niên tự xưng là người nhà họ Tiết Vương tộc ở Chiêu Châu dẫn người đến nhà họ Quan, nói chúng tôi phải thần phục cậu ta. Đối phương vô cùng cứng rắn, đồng thời chỉ cho chúng tôi suy nghĩ trong một tuần. Nếu chúng tôi không thể đưa ra sự lựa chọn thì bọn họ sẽ lựa chọn thay. Theo tôi được biết, không chỉ nhà họ Quan, còn có nhà họ Hàn và mấy gia tộc quyền thế hàng đầu khác ở tỉnh Giang Bình đều bị đối phương uy hiếp. Dương Thanh nghe Quan Chính Sơn nói vậy thì nhíu mày, nhà họ Tiết à? Đúng vậy, chính là nhà họ Tiết. Người thanh niên dẫn đầu tên là Tiết Khải khoảng 30 tuổi, có khí chất hơn người, còn dẫn theo cao thủ nữa. Bọn họ xông thẳng vào nhà họ Quan. Hơn nữa, ngay cả chín ngón cao thủ mạnh nhất của nhà họ Quan chúng tôi ra tay cũng không đỡ nổi một đấm của một cao thủ bên cạnh Tiết Khải. Dương Thanh cuối cùng đã xác định được đối phương thật sự là người nhà họ Tiết, một trong bốn vương tộc lớn ở Chiêu Châu. Dương Thanh đã từng đấu với chín ngón mà Quan Chính vừa nhắc tới. Cho dù ông ta không chịu nổi một đòn của anh, nhưng ở tỉnh Giang Bình, vẫn có thể xem là một trong những cao thủ hàng đầu. Bây giờ, chín ngón thậm chí không đỡ nổi một đấm của đối phương, đủ chứng minh người tới mạnh mẽ thế nào. Loại cao thủ cấp bậc như vậy ít nhất phải là cao thủ của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đối phương họ Tiết, mà trong bốn vương tộc lớn Chiêu Châu đúng là có nhà họ Tiết thật. Nếu anh ta cho ông một tuần, vậy có phải hôm nay là hạn suy nghĩ cuối cùng của các ông không? Dương Thanh hỏi. Quan Chính Sơn gật đầu rồi vội nói tiếp, cậu Thanh, chúng tôi tuyệt đối không định phản bội cậu. Nhưng địa vị của đối phương quá lớn, tôi sợ cậu bị liên lụy nên mới không định báo cáo chuyện này cho cậu biết thôi. Dương Thanh bình tĩnh hỏi, ông không nói cho tôi biết, vậy tính xử lý chuyện này thế nào? Quan Chính Sơn nghiến răng nói, tôi đã thương lượng với chủ nhà họ Hàn và mấy gia tộc lớn khác ở tỉnh Giang Bình, định sẽ liên thủ chống lại chúng. Ngay cả người mạnh nhất nhà họ Quan còn không phải là đối thủ của một vệ sĩ bên cạnh Tiết Khải, cho dù các ông có liên kết nhiều gia tộc hơn nữa, vậy có thể làm được gì chứ? Dương Thanh lại hỏi. Quan Chính Sơn mở miệng định nói lại đột nhiên không biết phải nói gì. Ông yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù là ai cũng đừng mong vấy bẩn được Giang Bình. Trước đây bọn họ không làm được, bây giờ cũng không làm được, sau này càng không làm được. Dương Thanh ngạo nghễ nói. Nhà họ Tiết có địa vị rất cao ở Chiêu Châu, nhưng ở trong mắt Dương Thanh còn không đáng để sợ hãi. Bất kể thế nào,
anh cũng được xem là người từ Giang Bình bước ra. Nếu bây giờ anh đã có năng lực giúp đỡ nơi đây, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, nhà họ Quan thần phục Dương Thanh từ lâu. Về phần Hàn Khiếu Thiên chủ, nhà họ Hàn vốn là lính cũ ở biên giới phía Bắc, có quan hệ thân thiết với anh. Bây giờ, hai gia tộc lớn này gặp phải rắc rối, Dương Thanh tất nhiên sẽ không thể làm như không nhìn thấy. Cậu Thanh, tôi đã lén hỏi thăm về nhà họ Tiết. Bọn họ chính là một trong mấy gia tộc quyền thế hàng đầu ở Chiêu Châu. Cho dù 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Quan Chính Sơn không hề vui mừng khi thấy Dương Thanh muốn ra mặt giải quyết chuyện này, trái lại còn đặc biệt lo lắng, trầm giọng nói, hay là cậu đừng nên ra mặt thì hơn. Đến lúc đó, các gia tộc quyền thế nhất trong cả Giang Bình đều lựa chọn chống lại nhà họ Tiết, họ cũng không thể giết sạch các gia tộc quyền thế nhất chứ. Nếu thật sự sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ, cho dù nhà họ Tiết khống chế Giang Bình thì có ích lợi gì? Ở tầng lớp của Quan Chính Sơn, ông ta biết được 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là cao nhất rồi. Ông ta quả thật không biết về vương tộc và hoàng tộc Chiêu Châu, chỉ có thể hỏi thăm mới biết được vài điều. Dương Thanh nhìn ra được Quan Chính Sơn đang thật sự lo lắng cho mình, không hy vọng mình phải mạo hiểm như vậy vì nhà họ Quan. Ông đang nghi ngờ năng lực của tôi à? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Quan Chính Sơn nghe vậy thì run rẩy và biến sắc mặt, vội vàng giải thích, cậu Thanh, tôi không có ý này đâu. Tôi chỉ không muốn nhà họ Quan làm liên lụy tới cậu thôi. Dù sao nhà họ Quan chỉ là gia tộc nhỏ mà cậu Thanh lại là nhân vật hơn người. Mọi người nhà họ Quan chúng tôi đều tin tưởng, chỉ cần cho cậu đủ thời gian, sau này tuyệt đối sẽ vượt qua vương tộc. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, vẫn tại mình quá khiêm tốn, ngay cả nhà họ Quan thần phục mình từ lâu cũng cho rằng mình không có cách nào chống lại vương tộc. Nếu ông không nghi ngờ năng lực của tôi thì cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay, tôi sẽ ở lại trấn giữ nhà họ Quan. Thật ra tôi muốn xem thử người nhà họ Tiết sẽ ngang ngược tới mức nào, Dương Thanh thản nhiên nói. Nhà họ Tiết đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần chủ nhà họ Tiết chưa xuất hiện, không ai trong nhà họ Tiết có tư cách khiến Dương Thanh phải coi trọng. Cho dù chủ nhà họ Tiết tới, nếu biết thân phận của Dương Thanh thì nhất định phải đối xử lịch sự với anh. Dù sao, thân phận của Dương Thanh là tướng quân ở biên giới phía Bắc, vốn sánh ngang với chủ vương tộc và chủ hoàng tộc. Cho dù anh đã rời đi nhưng uy tín vẫn còn. Nếu anh ra lệnh một tiếng, mấy trăm nghìn binh lính đột kích vào, cho dù là hoàng tộc cũng sẽ bị phá hủy trong giây lát. Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh đã quyết định sẽ đối mặt với người nhà họ Tiết thì không dám khuyên nữa, chẳng qua trong lòng càng lo lắng hơn. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Quan vội vàng chạy tới, ông chủ gia tộc họ Tô và chủ gia tộc họ Hàn tới rồi. Nhanh mời bọn họ vào. Quan Chính Sơn vội nói. Chẳng mấy chốc, Tô Thành Vũ và Hàn Khiếu Thiên đã dẫn người bước vào. Cậu Thanh, cậu cũng tới à? Tô Thành Vũ nhìn thấy Dương Thanh thì ngạc nhiên, bước vội tới chào hỏi. Nhà họ Tô vốn là gia tộc giàu có đứng đầu ở Giang Hải. Bọn họ dựa vào quan hệ với Dương Thanh, bây giờ địa vị cũng tăng vọt. Hàn Khiếu Thiên cũng rất kinh ngạc, nhíu mày nhìn Quan Chính Sơn chất vấn, chẳng phải chúng ta đã thương lượng không để chuyện này liên lụy tới cậu Thanh, sẽ tự mình xử lý à? Sao ông còn mời cậu ấy tới nữa? Quan Chính Sơn cười cay đắng. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, vẫn tại mình quá khiêm tốn, ngay cả nhà họ Quan thần phục mình từ lâu cũng cho rằng mình không có cách nào chống lại vương tộc. Nếu ông không nghi ngờ năng lực của tôi thì cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay, tôi sẽ ở lại trấn giữ nhà họ Quan. Thật ra tôi muốn xem thử người nhà họ Tiết sẽ ngang ngược tới mức nào, Dương Thanh thản nhiên nói. Nhà họ Tiết đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần chủ nhà họ Tiết chưa xuất hiện, không ai trong nhà họ Tiết có tư cách khiến Dương Thanh phải coi trọng. Cho dù chủ nhà họ Tiết tới, nếu biết thân phận của Dương Thanh thì nhất định phải đối xử lịch sự với anh. Dù sao, thân phận của Dương Thanh là tướng quân ở biên giới phía Bắc, vốn sánh ngang với chủ vương tộc và chủ hoàng tộc. Cho dù anh đã rời đi nhưng uy tín vẫn còn. Nếu anh ra lệnh một tiếng, mấy trăm nghìn binh lính đột kích vào, cho dù là hoàng tộc cũng sẽ bị phá hủy trong giây lát. Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh đã quyết định sẽ đối mặt với người nhà họ Tiết thì không dám khuyên nữa, chẳng qua trong lòng càng lo lắng hơn. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Quan vội vàng chạy tới, ông
chủ gia tộc họ Tô và chủ gia tộc họ Hàn tới rồi. Nhanh mời bọn họ vào. Quan Chính Sơn vội nói. Chẳng mấy chốc, Tô Thành Vũ và Hàn Khiếu Thiên đã dẫn người bước vào. Cậu Thanh, cậu cũng tới à? Tô Thành Vũ nhìn thấy Dương Thanh thì ngạc nhiên, bước vội tới chào hỏi. Nhà họ Tô vốn là gia tộc giàu có đứng đầu ở Giang Hải. Bọn họ dựa vào quan hệ với Dương Thanh, bây giờ địa vị cũng tăng vọt. Hàn Khiếu Thiên cũng rất kinh ngạc, nhíu mày nhìn Quan Chính Sơn chất vấn, chẳng phải chúng ta đã thương lượng không để chuyện này liên lụy tới cậu Thanh, sẽ tự mình xử lý à? Sao ông còn mời cậu ấy tới nữa? Quan Chính Sơn cười cay đắng. Lúc này, Dương Thanh vừa cười vừa nói, ông chủ Hàn, ông đừng trách ông chủ Quan. Hôm nay tôi vừa quay về Giang Hải, tiện đường tới thăm nhà họ Quan mới biết được Giang Bình gặp phải rắc rối. Lúc này, sắc mặt Hàn Khiếu Thiên mới dịu xuống và thở dài nói, ban đầu đám lão già chúng tôi còn tính sẽ liên kết với nhau giải quyết chuyện này, không ngờ cuối cùng vẫn phải để cậu Thanh ra mặt. Trong những người trước mặt này, chỉ có duy nhất một mình Hàn Khiếu Thiên biết được thân phận của Dương Thanh. Tất nhiên ông cụ không hy vọng anh bị dính vào chuyện này. Dù sao Dương Thanh là nhân vật lớn cùng cấp với hoàng tộc và vương tộc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sẽ mang tới rắc rối rất lớn cho anh. Nếu cậu Thanh đã ra mặt, đám nhóc nhà họ Tiết chắc chắn sẽ phải uổng công mà quay về thôi. Hàn Khiếu Thiên nói, nếu Dương Thanh cũng tham dự vào, còn không thể đánh đuổi được chúng sao? Hàn Khiếu Thiên chỉ có thể chấp nhận. Ông chủ nhà họ Kim gia tộc hàng đầu ở tỉnh Nam Dương, Kim Chí Minh tới. Đúng lúc này, ông quản gia lại vội vàng chạy tới báo. Nhà họ Kim à? Hàn Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi, sao bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt vậy? Ông chủ, Lương Văn Khang chủ nhà họ Lương gia tộc hàng đầu tỉnh Đông Lan tới. Ngay sau đó, lại có người nhà họ Quan vội vàng chạy vào báo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.